Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 701, chữa thương. 6. Lương Khang đã giả bộ hồ đồ, rõ ràng thấy cơ nhược nhãn trước mắt đưa tình đối với Trương Dương, trong lòng ghen ghét, nhưng trên mặt nhưng vẫn cứ giả ra vẻ dường như không có việc gì. Hơn nữa hắn đã thay đổi vẻ cao ngạo lạnh lùng, chủ động bắt chuyện với Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, nghe nói ngày hôm qua anh đánh bại cao thủ hai nước Nhật Hàn, vì Trung Quốc chúng ta làm vẻ vang, thật sự đáng mừng. Lương Khang chủ động đến gần Trương Dương, càng chứng minh hắn ta có chút trột dạ, hắn dùng 5 triệu lợi dụng Trung Tân Dân, khiến cho Trung Tân Dân đem phòng tạm trú Nam Tích tại Kinh Thành đuổi ra địa bàn của hắn, muốn mượn chuyện này cho Trương Dương một lần xấu mặt, nhưng mà chuyện này phát triển khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, Trương Dương không chỉ có tác phong cường ngạnh, hơn nữa hắn còn là một cao thủ võ công, đối mặt 100 người do Trung Tân Dân phái đi, chỉ dùng lực một người đã đánh bại hết. Mà sau đó Trung Tân Dân rất nhanh chóng lựa chọn thỏa hiệp, lương khang không phải kẻ ngu hắn từ một ít dấu hiệu của trung tân dân cảm giác được trung tân dân đối với hắn có bất mãn với thân phận và địa vị của lương khang hắn khinh thường thân phận xuất ngũ bình thường của trung tân dân thế nhưng loại người giống trung tân dân như thế đối với hắn mà nói thì cũng là không thể thiếu cho nên mới ngày hôm nay lương khang mới chủ động tự mình đến cửa hắn muốn giải thích với trung tân dân tốt một chút không muốn hai người từ nay về sau sinh ra ách tắc chỉ là lương khang không ngờ rằng lại gặp trương dương ở công ty kinh bắc Lương Khang bây giờ đã một lần nữa nhận thức lại Trương Dương. Trương Dương lần này không cho Lương Khang mặt mũi, hắn cười tủm tỉm gật đầu với Lương Khang nói: "Lương tổng quá đề cao tôi rồi, chỉ là võ học luận bàn bình thường, nào có ý nghĩa lớn như vậy." Trương đại quan nhân mỉm cười đa số là chân thành, nhưng cũng có ngoại lệ, hắn cười thân mật đối với Lương Khang, có ý nghĩa là đã đem thằng nhãi này liệt một trong các đối tượng cần dạy dỗ. Trương Dương cũng không ghét người khác quang minh chính đại khiêu chiến mình thế nhưng loại thích ngầm mưu quỷ ghế giống Lương Khang, Trương Đại Quan Nhân quyết định cũng muốn chơi đê tiện với hắn ta một phen, chỉ cần để cho hắn nắm cơ hội nhất định phải cho Lương Khang một bài học khắc sâu. Tác dụng của nụ cười rất phong phú, ít nhất thì hiện tại Trương Đại Quan Nhân mỉm cười là vì lừa gạt đối thủ, chính là muốn làm cho tên nhóc này cho rằng mình hoàn toàn không biết gì về tình huống thật sự cả. Lương Khang và Chavi cũng quen thuộc, hắn cười nói, Chavi, không cùng một chỗ với Quang Á à rất nhiều người đều cho rằng Giang Quang Á và Cha Vi là một đôi. Cha Vi hỏi ngược lại, vì sao tôi phải cùng hắn một chỗ? Audio điện tử võ tấn bền. Lương Khang nở nụ cười ha ha, hắn gật đầu nói, hôm nào cùng nhau ăn. Trương Dương chào tạm biệt Trung Tân Dân rồi cùng Cha Vi rời khỏi công ty Kinh Bắc. Cơ nhược nhạn mượn cớ tham quan công ty Kinh Bắc, Trung Tân Dân kêu nữ trợ lý của gã cùng đi, gã nhìn ra cơ nhược nhạn thật ra là cho gã và Lương Khang một cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Bởi vì sự kiện này, Trung Tân Dân có oán niệm rất lớn đối với Lương Khang, thế nhưng gã lại không dám đắc tội Lương Khang, đi tới phòng làm việc, Trung Tân Dân mời Lương Khang ngồi xuống, đứng dậy pha cà phê nói chuyện tình của phòng tạm chú Nam tích tại Kinh Thành, tôi rất xin lỗi. Những lời này của Trung Tân Dân nói rất trái lương tâm, rõ ràng là Lương Khang hãm hại gã, bây giờ còn phải quay đầu lại xin lỗi Lương Khang, thực lực mới là đạo lý mình không bằng lương khang cho nên vô luận mình đúng hay sai phải cúi đầu lương khang nói tân dân thật ra chuyện này là tôi xin lỗi anh trung tân dân đem cà phê đưa tới lương khang gã không nói chuyện đợi lương khang nói tiếp lương khang uống một ngụm cà phê nói tôi ngay từ đầu cũng không có đem tình huống nói rõ tôi muốn khối địa ở phòng tạm trú kinh thành cũng không phải là vì khai phá mà là tôi nghĩ mượn chuyện này để chút giận Trung tân dân vô cùng kinh ngạc nói, chúc giận, trong lòng gã thầm nghĩ, cũng bởi vì cơ nhược nhạn và trương dương qua lại quá gần, nên ghen tị à. Lương Khang lúc này mới đem chuyện triển lãm tranh nói một lần, hắn thấp giọng nói, hắn ở trước mặt mọi người không cho tôi mặt mũi, chuyện này làm cho tôi căm tức, tôi nghe nói hắn phụ trách phòng tạm trú nam tích tại Kinh Thành, cho nên tôi muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, khiến cho hắn mất mặt trước quan viên nam tích. Trung tân dân không khỏi âm thầm cười khổ, chỉ vì một bức tranh mà gây ra phong ba lớn như vậy, tính tình của đám thái tử ra thật đúng là khó nắm bắt, có thể quyền lực và tiền tài đối với bọn họ mà nói là đến vô cùng dễ, cho nên bọn họ không tiếc tiêu xài mấy thứ này để đổi lấy mặt mũi. Lương Khang nói, trung tân dân tin tưởng một phần, thế nhưng cũng không tin toàn bộ, là một người đứng xem, gã nhìn ra cơ nhược nhạn là then chốt bên trong, nếu như không phải vì cơ nhược nhạn, Lương Khang cũng sẽ không kết thù kết oán với Trương Dương. Trung Tân Dân cố ý nói, Lương Tổng, lại nói tiếp tôi và trương dương có thể ngồi cùng một chỗ cũng bởi vì cơ tiểu thư cả đấy những lời này của trung tân dân rõ ràng là muốn khiến cho lương khang khó chịu thật ra lúc đó gã và trương dương giảng hòa là phân cục trưởng lương liên hợp đứng ra cơ nhược nhạn chỉ là trùng hợp cùng đi với trương dương nhưng trung tân dân lại đem tất cả chuyện này đổ lên trên đầu của cơ nhược nhạn lương khang hiển nhiên không biết chuyện này hắn có chút kinh ngạc nói anh nói nhược nhạn à Trung Tân Dân nói, cô ấy và Trương Dương cũng là bạn bè, Lương Tổng, thật ra tôi thấy chuyện này khẳng định là hiểu lầm, mọi người vốn có không có mâu thuẫn đặc biệt, có hiểu lầm thì nhanh chóng nói ra là tốt nhất. Nội tâm của Lương Khang đã bắt đầu mất bình tĩnh. Chấm. Cha Vi ăn tại Kim Vương Phủ từ trước đến bây giờ đều rất khó khăn, cha Tấn Bắc cũng không biện pháp gì đối với đứa cháu gái bảo bối này, ăn chùa không tính, còn phải kêu ba gọi bốn, cái này không nói, chỉ cần ngày hôm nay có bất mãn đối với phẩm chất của một món ăn là liền gọi đầu bếp trưởng lên mắng cho một trận cố dưỡng dưỡng thấy trương dương bình an vô sự phương tâm cuối cùng cũng hoàn toàn yên lại trương dương tuy rằng biết phương tâm của cố dưỡng dưỡng tất cả đều đặt lên trên người của mình thế nhưng hắn cũng không dám tiếp nhận nhu tình của cố dưỡng dưỡng trong đầu tính toán sau đó tận lực tránh gặp mặt dưỡng dưỡng hắn đối với cố dưỡng dưỡng như là đối với em gái của mình giữa hai người vô luận như thế nào cũng không có thể phát sinh tình yêu nam nữ bằng không là bất kính đối với cố giai đồng, đối với cố gia cũng là một loại thương tổn thật lớn. Giang Quang Á đã dần dần hết hy vọng đối với cố dưỡng dưỡng, hắn rốt cuộc ý thức được vô luận mình nỗ lực thế nào, làm cho dù tốt, trong lòng cố dưỡng dưỡng, hắn từ đầu đến cuối đều so ra kém hơn Trương Dương, cứ như vậy mà chịu khổ, còn không bằng nhanh chóng chặt đứt tình ái, hắn còn trẻ, hẳn là nên đem tinh lực chủ yếu đầu nhập vào sự nghiệp, người nhà cũng giáo dục hắn như thế. Rượu và thức ăn được đưa lên, cha vi dẫn đầu nâng ly nói nào chúng ta chúc mừng trương dương chiến thắng trở về giang quang á nói quét ngang võ lâm nhật hàn dương trung hoa thần uy cố dưỡng dưỡng cũng nâng ghi nhưng chưa nói chúc mừng đôi mắt đẹp nhu tình tất cả đều đặt trên người trương dương trương dương nâng ly rượu nói cái này chúng ta đừng khoa trương như vậy chỉ là ra sức đánh hai người võ sĩ lưu lạc nhật hàn chúng ta đừng nói oanh oanh liệt liệt như vậy cửa phòng mở ra truyền đến tiếng cười của khâu phượng tiên, không chỉ là oanh oanh liệt liệt, quả thực là rung động kinh thành, hiện giờ giới võ thuật kinh thành đều bởi vì thắng lợi của cậu mà vui mừng khôn xiết. Trương Dương cười nói, khâu tiểu thư, bên Đài Loan cũng lưu hành tương bốc sao. Từng càng cao rơi càng đau, chúng ta đều là bạn bè lâu năm, không cầm phải như vậy. Khâu phượng tiên cười hì hì đi tới bên cạnh cha vi ngồi xuống, người phục vụ nhanh chóng rót cho cô ấy một ly rượu đầy. Khâu Phượng Tiên trước kính Trương Dương hai ly, cầm lấy khăn tay lau lau môi anh Đào Kiều diễm ướt át của mình, nhẹ giọng nói tôi tuy rằng sinh ra ở Đài Loan, thế nhưng tôi cũng là người Trung Quốc, cũng bởi vì chuyện của cậu mà cảm thấy vinh quang. Trương Dương cười nói, thật ra chuyện này tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, vốn chỉ là ân oán cá nhân, không ngờ cuối cùng lại bị bao phủ với hào quang làm vẻ vang đất nước. Hiện tại ngẫm lại tôi thật là có chút sợ, nếu như tôi bại dưới tay hai người bọn họ, chẳng phải là muốn thành tội nhân của quốc gia và dân tộc sao? Cô Dưỡng Dưỡng nói, anh không có khả năng bại. Một câu nói đã biểu lộ đầy đủ sùng bái vô hạn của cô gái nhỏ đối với Trương Dương. Khâu Phượng Tiên lắc đầu nói, trên đời không ai vĩnh viễn bất bại, Trương Dương cũng như vậy. Một người bất bại là bởi vì hắn không gặp phải đối thủ mạnh hơn hắn, là hắn có vận khí tốt, chứ không phải bởi vì hắn thật sự cường đến trình độ độc nhất vô nhị. Đôi mắt hơi chớp, nhìn qua khuôn mặt của Trương Dương, nhẹ giọng nói, Trương Dương, tôi nói có đúng không? chương 702, một tuyến liên hệ, thường, một, trương dương há to mồm ra, khâu phượng tiên hiển nhiên thành thục hơn so với cha vi, cố dưỡng dưỡng, trương dương luôn cảm thấy cô ấy có ý ngoài lời nói, tựa hồ đang nhắc nhở mình cái gì, hắn cười gật đầu nói, khâu tiểu thư nói không sai, vĩnh viễn bất bại là không có khả năng, nhưng mà tôi nghe nói có một người tiếp cận bất bại, tôi hẳn là đánh không lại hắn. Mọi người đều vỉnh lùa tai lên nghe, trên đời này còn có người lợi hại hơn Trương Dương bọn họ không tin trương dương cười tủm tỉm nói đông phương bất bại nhưng mà hắn không phải là một người đàn ông hoàn chỉnh một câu nói làm cho các cô gái ở đây mắc cờ đỏ bừng mặt cha vi cười mắng từ đầu đến cuối anh đều không có nghiêm chỉnh trương dương đang muốn vui đùa hai câu điện thoại của hắn vang hắn cầm lấy điện thoại cười nói xin lỗi tôi đi nghe điện thoại hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa khâu phượng tiên cười nói các người đoán xem điện thoại này là ai gọi tới. Cha Vi hừ một tiếng nói, thần bí như thế, lén lút, không cần đoán khẳng định là một cô gái. Cô dưỡng dưỡng theo gật đầu, Giang Quang Á cười nói, tôi cũng tán thành. Thật ra ai ai cũng đều đoán sai, người gọi điện thoại tới cho Trương Dương chính là Hình Chiêu Huy, Hình Chiêu Huy hẹn Trương Dương một giờ sau gặp tại tử Cấm Thành. Trương Dương suy đoán Hình Chiêu Huy tìm mình là vì chuyện hắn bị quân đội giam, thật ra hắn cũng rất muốn biết đến cùng, nên đáp ứng không hề nghĩ ngợi. Số lần Trương Dương đến Kinh Thành tuy rằng không ít, thế nhưng đến tử cấm thành chỉ là lần thứ hai, ngẫm lại lần trước vẫn là cùng cố dài đồng đến đây, chính là trận mưa to đột một tại tử cấm thành đã hoàn toàn châm lên lửa tình trong lòng bọn họ. Trương Dương mua vé vào cửa đi vào tử cấm thành, đi tới ngọ môn, trên bầu trời nổi mưa nhỏ, cái này và lần trước đến đây sao mà tương tự, chỉ là cảnh vật như trước, người xưa bên cạnh lại không có tung tích, nhớ tới cố giai đồng nội tâm của Trương Dương lại dường như sung ướt nước mưa. Nặng nề vô cùng. Hình chiêu huy hẹn hắn tại cửu Long Bích, hiện tại Trương Dương có biểu hiện là đã bị khai trừ khỏi quốc an, giữa hắn và hình chiêu huy vẫn duy trì một tuyến liên hệ, ngoại trừ lão hình, không ai biết hắn vẫn là một phần tử của quốc an. Trương Dương đi tới cửu Long Bích, mưa bắt đầu lớn hơn một chút, du khách đều chạy đến hành lang trú mưa, chẳng ai còn ham hái tiếp tục du lãm trong mưa. Hình chiêu huy nhàn nhã đi chơi tự đắc đứng trước cửu Long Bích, trương dương đi qua sóng vai đứng thẳng cùng hắn hình chiêu huy liếc liếc mắt hướng hắn trương dương vẫn mặc quân phục quần áo đã bị nước mưa làm ướt một chút ánh mắt hai người nhìn nhau một chút ngầm hiểu đi về đoạn hành lang không người hình chiêu huy nói lá gan của cậu cũng không nhỏ trương dương thản nhiên cười nói tin tức rất linh thông hình chiêu huy nói quân đội bị mất một ít tư liệu quân sự tuyệt mật mà tất cả đều là vì tại cậu xông vào căn cứ quân đội thu hút lực chú ý của bọn họ Trương Dương nói: Tôi bị người ta lừa. Hình Chiêu Huy nói: Ai có thủ với cậu lớn như vậy, cần phải lập cái bẫy như vậy để hại cậu. Trương Dương nói: Anh hỏi tôi, tôi đi hỏi ai. Hình Chiêu Huy thở dài nói: Lẽ nào cậu không có phát hiện bất luận điểm đáng ngờ gì sao? Trương Dương nói: Có phải là Vương Quân Giao? Hình Chiêu Huy lắc đầu nói: Khả năng của bà ta không tính là lớn. Trương Dương nói: Tôi đắc tội với Tần gia, là tôi cướp Tần Hoan từ tay của bọn họ. Hình chiêu huy đối với chuyện này rất rõ ràng, lúc trước chính là hắn đã trợ giúp Trương Dương đem Tần Manh Manh từ khốn cảnh giải cứu ra, bởi vì chuyện tình của mẹ con Tần Manh Manh, Tần Gia và Trương Dương kết thành hận thù, hình chiêu huy lại lắc đầu nói, không có khả năng, Tần Gia cho dù có hận cậu, cũng sẽ không lợi dụng cơ mật quân sự làm tiền đặt cược, bọn họ là quân nhân, có nguyên tắc của mình. Trương Dương nói, nếu mà có nguyên tắc, lúc trước bọn họ sẽ không sẽ lợi dụng chuyện sân bay để gây khó dễ, khiến cho tôi phải xa xứ. Hình chiêu huy cười ha ha một tiếng, vô luận thế nào, vận khí của cậu cũng rất tốt, có kiểu lão bảo vệ cậu, cho dù là tần hồng giang cũng không dám động vào cậu. Trương Dương nói, uất ức, tôi cảm thấy rất uất ức, người đâm lén tôi, rất hiểu những chuyện của tôi, thậm chí rất rõ ràng chuyện của cố dưỡng dưỡng. Hình chiêu huy nói, cái này không phải có phạm vi. Trương Dương nói, phạm vi cũng quá ít. Hình chiêu huy nói, tôi nói cho cậu một việc, Cơ mật quân sự mất trộm lần này của có quan hệ dến eo biển. Trương Dương nói, anh nói có thể là gián điệp Đài Loan. Hình Chiêu Huy cười cười nói, tôi chưa từng nói cái gì, hiện nay một chút chứng cứ tôi cũng không có. Cậu đấy, sau này tốt nhất là nên cẩn thập, không nên gặp phải chuyện thì liền vội vã đi. Trương Dương nói, chuyện đã xảy ra, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Hình Chiêu Huy nói, không muộn, cũng may cậu không có việc gì. Mưa nhỏ đi rất nhiều. Xa xa có một đám thanh niên bước chậm trong mưa mà đến, ánh mắt của một cô gái tóc ngắn bên trong đang dừng hình ảnh trên người Trương Dương, cô ấy có chút khó tin trừng to mắt nhìn, một lát sau Nhi mới dám xác định là Trương Dương, vui vẻ nói: "Thị trưởng Trương." Trương đại quan nhân bị người gọi là thị trưởng có chút xa lạ, ý niệm đầu tiên trong đầu của hắn là gặp phải đồng hương phong trạch, cẩn thận nghĩ lại thì thấy âm thanh có chút quen tai, xoay người nhìn lại, đã thấy một nữ sinh quần áo mộc mạc đang đứng tại cách đó không xa nhìn hắn. Trương Dương lúc này mới nhận ra nữ sinh này là Phùng Lộ, con gái của thầy giáo Phùng Thiên Du của Phong Trạch Nhất Trung, cũng là trạng nguyên trong ký thi đại học tại Phong Trạch. Trương Dương biết cô ấy đang học tại trường Y, hắn còn đáp ứng có cơ hội đến Kinh Thành sẽ đi trường học thăm cô ấy, nhưng mà Trương Dương thật sự quá bận, đã sớm quên chuyện này, không ngờ ngày hôm nay tại tử cấm thành tự nhiên gặp gỡ cô ấy. Trương Dương cười nói, Phùng Lộ, là em sao? Hình Chiêu Huy thấy Trương Dương gặp người quen, hắn rất cẩn thận, thấp giọng nói, lưu ý cha tấn bắc. Nói xong hắn đứng dậy rời đi, trương dương nao nao, chẳng biết vì sao hình chiêu huy lại hoài nghi cha tấn bắc, trước đó hắn đã từng kêu mình điều tra trợ thủ lưu khánh vinh bên người cha tấn bắc, xem ra quốc an hoài nghi nhóm người cha tấn bắc cũng đã có một khoảng thời gian tương đương. Nhưng mà lâu như vậy rồi, bọn họ cũng không có áp dụng hành động thêm một bước nào đối với cha tấn bắc, chứng minh bọn họ không có nắm giữ bằng chứng xác thực. Phùng lộ bước nhanh đi tới trước mặt Trương Dương, tuy rằng đã lên đại học, nhưng phùng lộ vẫn còn dáng dấp ngây ngô, nếu như nói có chỗ không giống, chính là bím tóc dài đã biến thành tóc ngắn. Cô ấy ngày hôm nay là cùng bạn học đến từ cấm thành du lãm, lúc đầu thấy Trương Dương thời gian cô ấy không dám kêu, bởi vì Trương Dương mặc quân phục trên người, tại trong ấn tượng của cô bé thì Trương Dương cũng không phải là quân nhân. chương 703, một tuyến liên hệ, thượng, hai, phùng lộ cười nói, thị trường Trương. Ngài cũng đến từ cấm thành du ngoạn à, trương dương cười gật đầu nói tới nơi này đi dạo mong muốn kiếm một chút hoàng khí phùng lộ nhìn thoáng qua hình chiêu huy đã đi xa nói bạn của ngài trương dương lắc đầu không quen chỉ là người qua đường lúc nói những lời này không khỏi nhớ tới hiện tại vị trí của mình rất kỳ quái đột nhiên trở thành một nhân viên ngoài biên chế của quốc an ngoại trừ hình chiêu huy toàn bộ quốc an không ai biết thân phận của mình ngay cả gặp mặt đều phải lén lút như vậy sau này tiền lương của quốc an đừng hy vọng nữa về phần thưởng cuối năm và các phúc lợi khác thì càng đừng nghĩ nghĩ như vậy trương đại quan nhân đảo có chút hoài niệm chỗ tốt của quốc an đối với mình phùng lộ nói thị trưởng trương ngài đến kinh thành khi nào trương dương cười nói tới vài ngày rồi hai ngày nữa cần phải trở về phùng lộ nói ngài có thời gian không tôi mời ngài ăn tận tình làm chủ trương dương nghe cô ấy nói như vậy không khỏi nở nụ cười phùng lộ thấy trương dương cười cảm thấy hơi ngược mặt cười không khỏi đỏ lên, cô nhỏ giọng nói, khách sạn lớn tôi mời không nổi, nhưng đồ ăn đặc sắc ở đây thì vẫn được. Trương Dương nói, Phùng Lộ à, tôi thật sự không có thời gian, để lần sau đến Kinh Thành nhất định sẽ hẹn em cùng ăn, thật ra cái tôi muốn ăn nhất là thịt dê nướng của nhà em, hiện tại tôi đến Nam Tích công tác, buổi tối khi ăn khuya thường thường nhớ tới quán nướng nhà em, tại nơi khác tìm không được cái mùi vị kia. Phùng Lộ cười nói, thị trường Trương, chờ nghỉ hè khi tôi trở lại, còn có thể giúp ba phụ bán, đến lúc đó nếu ngài có thời gian rãnh, nhất định phải tới phong trạch, tôi khẳng định sẽ mời ăn thịt dê nướng tốt nhất. Trương Dương gật đầu, lại nói, sau đó đừng gọi thị trưởng nữa, tôi hiện tại không còn là thị trưởng nữa, em gọi là anh Trương cũng được. Phùng lộ đỏ mặt nói, tôi không dám. Trương Dương nói, có cái gì không dám, em bây giờ là sinh viên tài cao rồi, em gọi tôi là anh, là cho tôi mặt mũi hắn nhìn thoáng qua bạn học đứng ở xa xa của Phùng Lộ nói, đi nhanh đi, các bạn học đều đang chờ em kia. Phùng Lộ gật đầu, xoay người đi vài bước, lại xoay người, phất phất tay với Trương Dương. Trương Dương ở Kinh Thành hai ngày, hắn vốn định đi thăm Kiều Lão, cảm tạ Kiều Lão trợ giúp hắn, nhưng lại nghe nói Kiều Lão đến Đông Bắc, chỉ đành bỏ cái ý niệm này trong đầu. Hai ngày này Trương Dương vẫn ở tại chỗ của Thiên Chỉ Tiên Sinh, Trần Tuyết từ đêm đó rời đi, vẫn không có trở về, Trương Dương ý thức được, Trần Tuyết hẳn là đang cố ý lảng tránh mình. Mẹ nuôi là tuệ chữ tới một chuyến, vốn Trương Dương muốn đến chỗ của bà, nhưng là tuệ chữ nói đã thật lâu không có tới tòa nhà này, muốn đến thăm, thuận tiện tưởng nhớ thiên trì tiên sinh một chút. Khi là tuệ chữ đến nơi đây, Trường Dương đang sắp xếp thu dọn đồ tại góc tường, hai ngày này hắn rãnh rỗi không có gì làm nên dọn dẹp ngôi nhà này, thật ra ngôi nhà này vẫn đều được Trần Tuyết giữ gìn cho nên rất sạch sẽ, Trương Dương thuộc về cái loại không có việc gì làm nên dư hơi đi dọn lại. La Tuệ Chữ thấy hắn kéo bàn kéo ghế dọn dẹp, khiêng đồ chất gọn vào góc tường, không khỏi cười nói con có mệt hay không. Trương Dương nghe được giọng nói của mẹ nuôi, xoay người nhìn bà một cái, cười lắc đầu, đem đồ đạc đặt vào vị trí, sau đó đi tới vòi nước trong viện rửa tay và mặt sạch sẽ rồi vào trong lau mặt. La Tuệ Chữ đã ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây, từ sau khi thiên chỉ tiên sinh rời đi, bà ấy hầu như không đến nơi này nữa nhớ giọng nói và dáng điệu nụ cười của thiên trì tiên sinh ngày xưa nội tâm không khỏi thổn thức trương dương vào phòng trong mang một bộ trà cụ ra pha trà cho la tuệ chữ la tuệ chữ nghe thấy được hương trà không khỏi khen trà mới của năm nay trương dương nói khâu phượng tiên tặng cho con con cũng không biết là loại gì nhưng mà cô ấy nói mang đến từ cao sơn trà ở đài loan pha trà xong trương dương rót ra tách cho la tuệ chữ là tuệ chữ nhấp một ngụm, cảm thấy nước trà vào miệng mà mùi hương vẫn còn lưu lại, nhẹ giọng khen trà ngon. Trương Dương nói, nếu mẹ nuôi cảm thấy thích, trở về con sẽ tặng cho mẹ một hộp. Là tuệ chữ đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân dưới ánh mắt của bà cảm thấy có chút bất an, vô luận chuyện lần này lao vào vùng cấm quân sự là vì nguyên nhân gì, thì dù sao cũng đều gây cho bà thêm phiền phức. Trong đáy lòng Trương Dương không muốn nhất là sau đó biết là La Tuệ Chữ gọi điện thoại cho Kiều Mộng Việt, trong lòng Trương Dương càng cảm thấy áy náy, nếu như không phải quan tâm mình với thân phận và địa vị của La Tuệ Chữ, lại sao lại hạ mình gọi điện thoại cho một ván bối. Trương Dương thấp giọng nói, mẹ nuôi, xin lỗi. La Tuệ Chữ cười nói, vì sao bỗng nhiên nói như vậy? Chuyện này đã gây phiền phức cho mẹ. La Tuệ Chữ hỏi, con có phải là con nuôi của mẹ không? Trương Dương gật đầu, La Tuệ Chữ cười nói, con cái trong mắt mẹ vĩnh viễn đều là một đứa nhỏ, là đứa nhỏ sẽ phạm sai lầm, trong mắt của mẹ, sai lầm của con cái luôn luôn có thể tha thứ, em không biết chuyện này là vì nguyên nhân, tôi cũng không muốn biết nguyên nhân của chuyện này, em chỉ cần thấy con có thể bình an vô sự cũng đã đủ rồi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân vô cùng cảm động, La Tuệ Chữ đối với mình thật sự là quá tốt. La Tuệ Chữ nói, thật ra ai ai cũng sẽ có ngày lớn lên, đợi đến ngày đó, con thật sự thành thục. Mẹ dù có muốn giải quyết phiền phức cho con, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. La Tuệ chữ nói đến đây không khỏi thở dài một hơi. Trương Dương nói, mẹ nuôi, sau này con làm việc nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn, tận lực không làm cho mẹ lo lắng. La Tuệ chữ nói, nếu như có suy nghĩ thì nhanh tìm một bạn gái kết hôn đi, con cũng không còn nhỏ, tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, con mới 24, hiện tại đều lưu hành kết hôn muộn mà con cảm thấy ít nhất cũng phải dăm ba năm nữa. Là tuệ chữ trừng mắt nước hắn nói, tình cảm mà bất định tính, vĩnh viễn không lớn lên được, con nói thật với mẹ, giữa con và yên nhiên rốt cuộc là còn có hy vọng hay không? Trương Dương cười khổ nói, mẹ nuôi, mẹ cũng biết, hiện tại con đặc biệt sợ nói chuyện tình cảm lắm. Là tuệ chữ nói, trốn tránh không phải biện pháp, con không thể bởi vì chuyện của giai đồng mà cả đời chìm đắm trong bi thương, con không có khả năng sống một mình cả đời. Trương Dương nâng chung trà lên lặng lẽ uống trà, mỗi lần la tuệ chữ dậy dỗ hắn, thằng nhãi này chỉ có thể dùng im lặng mà chống đỡ. Lúc trước hắn quả thật có suy nghĩ qua chuyện hôn nhân, nhưng từ sau khi cố giai đồng mất, hắn vẫn lảng tránh đối với hôn nhân, hắn sợ đề cập đến chuyện hôn nhân. La tuệ chữ thở dài nói, mẹ biết con không muốn nghe mẹ nói. chương 704, một tuyến liên hệ. Hả, một. Trương Dương cười nói, nào có, con cam tâm tình nguyện nghe mẹ nuôi nói. La Tuệ Chữ nói, gần đây mẹ và bà ngoại của Yên Nhiên có gọi điện vài lần, cả hai đều nhắc tới chuyện của con và Yên Nhiên, Yên Nhiên hiện tại đem tất cả vào sự nghiệp, con bé có vẻ chống cự đối với tình cảm, cái này chứng minh trong lòng con bé vẫn còn có con, căn bản không có khả năng tiếp nhận đứa con trai khác. Trương Dương nói, là con có lỗi với cô ấy. Biết có lỗi với con bé, thì đối với con bé tốt một chút, cho dù bây giờ hai đứa chia tay, nhưng cũng không có thể bởi vì chia tay mà trở thành người lạ, bạn bè bình thường cũng có thể làm có thời gian có thể gọi điện thoại thăm hỏi một chút qua một thời gian tình cảm của hai đứa sẽ có biến chuyển trương dương nói mẹ nuôi con sẽ la tuệ chữ nói con ngoài miệng thì đáp ứng mẹ thật ra là nói cho có lệ trương dương cười nói tôi nói với ai cũng không dám nói với mẹ la tuệ chữ nói con và kiều mộng viện gần đây hình như không tồi trương dương xấu hổ ho khan một tiếng nói à con và mộng viện là bạn bè bình thường. Là tuệ chữ nói, thật ra chuyện tình cảm của con mẹ không có quyền can thiệp, bất quá, mẹ nuôi với những người đứng trên một góc khác mà xem, luôn cảm thấy yên nhiên và con là thích hợp nhất. Nếu như hai đứa bởi vì hiểu lầm mà không thể tới với nhau, đối với mẹ mà nói cũng là một loại tiếc nuối. Trương Dương đang chuẩn bị nói hai câu lời hữu ích để giúp mẹ nuôi giải sầu, lúc này cha Vi đến đây tìm hắn, ở ngoài cửa đã bắt đầu ồn ào, Trương Dương, mau ra đây hỗ trợ đem đồ vào coi. La Tuệ chữ ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, trong lòng nói đứa con nuôi thật sự là mệnh hoa đào, nhiều đứa con gái tốt như vậy sao đều vội vàng quanh quẩn bên cạnh hắn. Trương Dương cười cười ngượng ngùng, đứng dậy ra cửa, cha Vi lái xe đến đây, lần này mua không ít đồ, có ăn có mặc, Trương Dương vô cùng kinh ngạc nói, làm gì đây? Chuẩn bị dọn nhà sao? Cha Vi đem đống đồ từ thùng xe phía sau đặt trong tay Trương Dương, anh không phải nói đêm nay phải về Nam Tích sao. Tôi mua cho anh vài bộ quần áo, vốn dĩ muốn mời anh đi ra ngoài ăn, lại sợ anh ngại, cho nên thẳng thắn mua đồ ăn đến đây, tự tay làm cho anh ăn. Trương Dương cười nói, sao đột nhiên đối với tôi tốt như vậy? Có phải là có mục đích gì không? Cha Vi lôi mấy cái túi từ trong xe, vừa khóa xe vừa nói, đúng, tôi có mục đích với anh, tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh. Cô ấy nói xong mới phát hiện cách đó không xa còn có một chiếc xe, có chút kinh ngạc nói trong nhà có người. Trương Dương à ừm hai tiếng. Cha Vi chừng mắt liếc hắn nói, sao không nói sớm. Lúc này âm thanh của la tuệ chữ từ bên trong vang lên, tiểu Vi tới ả, à, mau vào bên trong ngồi. Cha Vi lập tức mắc cờ mặt cười đỏ bừng, nói như vậy những lời vừa rồi tất cả đều bị la tuệ chữ nghe được. Cô ấy đem tất cả đều quy tội lên người Trương Dương, giơ cước lên hung hăng đá một cái lên mông của Trương Dương. Trương đại quan nhân vui vẻ bị cô ấy đá một cước, đem đồ cầm vào. Cha Vi dù sao cũng bản lĩnh hơn so với mấy cô gái bình thường, tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn đi vào, đi tới trước mặt La Tuệ Chữ kêu một tiếng, gì La? La Tuệ Chữ mỉm cười gật đầu, nói tới rồi. Cha Vi gật đầu, cô ấy lúng túng nói con tới tiến đưa Trương Dương. La Tuệ Chữ nhìn phía Trương Dương nói con phải đi sao? Trương Dương nói, mua vé xe lửa buổi tối, chuyện bên Kinh Thành đã thu xếp gần xong hết rồi, thành phố cũng gọi con trở về, kêu con nhanh chóng thúc đẩy công tác của Ủy ban Thể dục. La Tuệ Chữ nói, trở về cũng tốt. Cha Vi mua không ít đồ ăn, cô ấy cầm đồ ăn đi phòng bếp, trong lòng nói lần này tiêu rùi, cái gì cũng bị La Tuệ Chữ thấy được, vừa rồi mình còn nói thích Trương Dương, muốn theo đuổi hắn, mình dù sao cũng là con cô gái, cái gì mà tự tôn cũng không còn, cha Vi vừa đi tới phòng bếp, vừa hối hận không ngớt, đều tự trách cái miệng của mình, đều do cái tên nhóc này trước đó không nhắc nhở cô. Là tuệ chữ nhìn bóng lưng cha vi cảm thấy nhà đầu kia cũng có chút khả ái, lắc đầu nói, mẹ đi. Trương Dương giữ lại nói, mẹ nuôi, ở lại ăn cơm đi, dù sao cũng không người ngoài, bữa giờ con đến kinh thành hai mẹ con chúng ta cũng không cùng ăn. Là tuệ chữ nói, tốt. Trương Dương nhanh chóng đi tới phòng bếp, thấy cha vi đang vừa hối hận vừa lặt rau nghe được tiếng bước chân của trương dương cha vi dựng thẳng mắt phượng trợn tròn chừng mắt nhìn hắn cái khí thế này có thể nuốt trương dương vào bụng luôn trương dương cười nói làm gì vậy sao có vẻ có thâm thù đại hận thế cha vi nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không để yên trương dương nhếch môi cười nói đừng khách khí tôi cũng cảm động lắm làm cơm nhanh lên mẹ nuôi tôi buổi trưa muốn ăn ở chỗ này cô cần phải có biểu hiện thật tốt này anh coi tôi là nữ hầu hả trương dương nói cô không phải thích tôi sao nếu muốn cho tôi thích cô đầu tiên phải làm hài lòng được dạ dày của tôi nếu như cô có bản lĩnh thì tiện thể ngay cả dạ dày của mẹ nuôi tôi cũng làm hài lòng luôn đi nói không chừng thật đúng là sẽ chinh phục được tôi cái vậy gì nhanh lên đi đem tất cả khí lực của cô ra đi làm cho ngon một chút nhé cha vi tức giận cầm lấy một trái cà chua ném thẳng vào mặt của hắn trương đại quan nhân đưa tay bắt lấy cười tủm tỉm nói tôi đi nói chuyện với mẹ nuôi nhìn bóng lưng Trương Dương rời đi, cha vi cắn cắn môi, vẻ mặt buồn bực, nhưng lập tức lại nở nụ cười ngọt ngào. Tâm tư của con gái cũng không dễ dàng nắm bắt được. La Tuệ Chữ cũng có hiểu biết đối với đứa con gái của cha Tấn Nam này, biết cha vi từ nhỏ đã có cá tính mạnh mẽ, giống như một đứa con trai vậy, nhưng không ngờ rằng cô ấy đối với Trương Dương lại săn sóc như vậy, một đứa con gái mang theo nhiều đồ ăn như thế. Chủ động chạy đến làm cơm cho Trương Dương, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết bên trong nhất định có chuyện đối với việc đứa con nuôi phân tán tình cảm lung tung này la tuệ chữ cũng chẳng biết nên nói thế nào xem ra nói cũng vô dụng tất cả phải dựa vào chính hắn đi lựa chọn trương dương thấy cha có chút lạnh đi đun nước nóng mỉm cười nói mẹ nuôi mùa xuân năm nay dành thời gian đến bình hải nha la tuệ chữ lắc đầu nói không có thời gian cả ngày bận chuyện không đi được chỉ cần là con gái văn linh là đã đủ để bà ấy bận rộn hơn nữa còn phải cùng đi với chồng để tham dự các trường hợp xã giao Thời gian cá nhân của La Tuệ chữ quả thật rất ít. Trương Dương nói, Hạo Nam gần đây có liên hệ với nhà không? La Tuệ chữ thở dài nói, nó rất ít gọi điện thoại, cho dù thỉnh thoảng có gọi một lần, cũng là nói ngắn gọn hai câu thì cúp, bất quá mẹ nghe nói nó ở Tân Cương có biểu hiện coi như không tồi, yêu cầu tiến bộ trên chính trị, trải qua chuyện của Tần manh manh, nó thật sự trưởng thành. Nói đến con trai, La Tuệ chữ không khỏi buồn, lông mày nhăn lại, Chương 705, một tuyến liên hệ. Hà, hai. Trương Dương nói, cơ sở của Hạo Nam tốt hơn so với con, khẳng định sẽ thẳng lên mây xanh, không bao lâu sẽ lên làm quan lớn. La Tuệ chữ cười khổ nói, làm quan lớn? Làm quan lớn có chỗ tốt gì? Trương Dương cười cười nói, có thể đàn ông trời sinh ra đã có ham muốn quyền lực tương đối mạnh. La Tuệ chữ nói, Trương Dương, có nghĩ tới hay không, làm quan càng lớn nỗ lực càng lớn, có chút thời gian cần hy sinh chính mình, hy sinh hạnh phúc của người nhà, con chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trương Dương không nói gì, trong lòng cảm giác được lời nói của La Tuệ Chữ là có cảm mà phát. Tuy rằng thân phận của bà ấy tôn quý, thế nhưng trong sinh hoạt gia đình lại không hạnh phúc văn linh hôn mê bất tỉnh, văn hạo nam lại đi xa tha hương, về phần văn quốc quyền, đa số thời gian đều đặt ở chính đàn, ở trong nhà cũng chỉ là một cái bóng, rất ít có thể bận tâm đến sự tình trong nhà. La Tuệ Chữ cũng ý thức được những lời này nói xong có chút không ổn, bà nhẹ giọng nói: "Con đã ở đây nhiều ngày, Đại Khái không quan tâm chuyện của Bình Hải." Trương Dương gật đầu nói: "Hai ngày nay con đều ở chỗ này tu tâm dưỡng tính." La Tuệ Chữ nói: "Đại hội đảng Bình Hải sẽ tuyển ra nhóm thường ủy mới, Bình Hải sẽ xuất hiện khuôn mặt mới." Trương Dương biết Bình Hải đang tổ chức đại hội đảng, nhưng hắn đối với người được lựa chọn làm thường ủy cũng không có nhiều quan tâm lắm dù sao với thân phận và địa vị hiện tại của hắn thường ủy tỉnh ủy và hắn cách nhau quá xa trương dương cười nói thường ủy mới được chọn có ai la tuệ chữ nói chuyện cụ thể mẹ cũng không rõ ràng lắm chỉ là nghe cha nuôi con thuận miệng nói ra trương dương nói cha nuôi rất quan tâm đối với chuyện của bình hải la tuệ chữ nói ổng đối với chính trị vẫn đều rất quan tâm ngày hôm qua lương thiên chính đi tới nhà Trương Dương nghe được tên của Lương Thiên Chính trong lòng không khỏi ngẩn ra, không ngờ Lương Thiên Chính vào cái thời khắc mấu chốt này lại đi tới Kinh Thành, ông ta đi tìm văn phó tổng lý, chẳng lẽ là để xin giúp đỡ. La Tuệ Chữ nói, ông ta cũng là thành viên trong nhóm thường ủy mới, bất quá tương lai của ông ta tựa hồ không được tốt cho lắm. Nói đến tương lai của Lương Thiên Chính, Trương Dương mơ hồ cảm thấy tình cảnh xấu hổ hiện tại của Lương Thiên Chính 89 phần là có liên quan đến mình, chính là hắn đem chuyện nước sông bị ô nhiễm làm to ra, khiến cho tỉnh một lần nữa thảo luận về giá trị tồn tại của khu công nghiệp quốc tế Đông Giang, cũng bởi vì sự kiện này quyết định điều chỉnh trên diện rộng đối với khu công nghiệp quốc tế, do đó phủ định thành tích huy hoàng của Lương Thiên Chính. Trương Dương cho rằng, Lương Thiên Chính nhất định sẽ bởi vì sự kiện này mà căm tức mình, hắn đương nhiên biết quan hệ của Lương Thiên Chính cùng Văn Quốc Quyền, mình gây rối lớn trong chuyện nước ô nhiễm, nói không chừng cũng khiến cho cha nuôi Văn Quốc Quyền hờn giận. Cái này cũng là nguyên nhân Trương Dương không muốn đi gặp Văn Quốc Quyền, trên thực tế trong đáy lòng thì quan hệ của hắn và cha nuôi cũng không phải quá thân cận, không giống mẹ nuôi la tuệ chữ lúc cùng một chỗ có thể nói chuyện xuất phát từ nội tâm. Trương Dương nói, mẹ nuôi, tình cảnh xấu hổ của Lương Thiên Chính ở Bình Hải có quan hệ đến con, nếu như không phải con đem chuyện nước sông bị ô nhiễm làm to lên, ông cũng sẽ không chật vật như vậy. Hắn quan sát sắc mặt của la tuệ chữ một chút, phát hiện la tuệ chữ cũng không có dị dạng, mới nhỏ giọng nói, mẹ nuôi, cha nuôi có giận con hay không? La tuệ chữ nở nụ cười, nguyên nhân gây ra tình cảnh của Lương Thiên Chính hiện nay là do chính ông ta, cái loại người như vậy, cũng chẳng thể làm được gì, nếu như không phải do ông ta ôm tâm ý muốn lập công lớn với khu công nghiệp quốc tế, nhìn không đủ xa, đem xí nghiệp ô nhiễm dẫn vào Đông Giang, cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay, vấn đề đã sớm tồn tại, cho dù con không đề cập tới, khẳng định cũng sẽ có người khác nói đến, chính trị là rất tàn khốc, không có tình cảm, chỉ cần để cho đối thủ chính trị bắt được nhược điểm. Bọn họ sẽ đem sai lầm của con tiến hành phóng đại, nghĩ hết mọi biện pháp đánh bại con. Lương Thiên Chính vốn là người được chọn làm thường vụ phó tỉnh trưởng, cho dù không có chuyện nước bị ô nhiễm, ông ta cũng sẽ không thuận lợi được tuyển. Chuyện nước ô nhiễm chỉ là cho người ta một lý do đàng hoàng mà thôi. Nếu như không có chuyện này phát sinh, người ta vẫn đang sẽ tìm nhược điểm khác trên người Lương Thiên Chính, có đôi khi sai lầm trên chính trị không thể dùng quan niệm bình thường để phán đoán nếu như lý niệm của con không hợp với lãnh đạo cấp trên, con đã phạm vào sai phạm chính trị. Lời nói của La Tuệ chữ tạo ra dẫn dắt rất lớn đối với của Trương Dương, Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ nói Lương Thiên Chính đang đứng sai chỗ. La Tuệ chữ nói, bất luận vị lãnh đạo nào cũng đều muốn dựa theo lý niệm của mình để tổ chức công tác đoàn đội, vô luận chức quan thế nào, cũng không ngoại lệ, trong chính trị tràn ngập rất nhiều khái niệm chủ quan như thế. Một quan viên có thể được đề thăng hay không, then chốt nhất cũng không phải là năng lực của hắn, mà là hắn có thể được lãnh đạo tin dùng hay không. Trương Dương trong lòng thầm nghĩ, Kiều Trấn Lương gần đây giúp mình, nguyên nhân là mình vẫn còn hữu dụng đối với ông ta, ông ta lợi dụng mình quấy nhiễu quan trường Nam Tích, làm tầng lãnh đạo Nam Tích bị tẩy rửa, lại lợi dụng mình đạt được mục đích chèn ép Lương Thiên Chính, những lời này của mẹ nuôi tất cả đều là sự thật. Là tuệ chữ thở dài nói, Trương Dương, trong quan trường không có tình cảm chân chính tồn tại, gần và xa tất cả đều là lợi ích chính trị cho phép, nhớ kỹ cái quy tắc này, vĩnh viễn không nên bị thứ ngoài mặt mê hoặc. Là Tuệ Chữ là lần đầu tiên tham khảo chuyện trên quan trường sâu sắc như vậy với Trương Dương, Trương Dương cẩn thận lắng nghe từng chút. Cha Vi làm đồ ăn rất ngon, buổi trưa cùng ngày đã làm một con gà mái hấp, làm một phần xương hầm, phối lên bốn món thức ăn chay, còn có một canh đầu cá, La Tuệ Chữ ăn mà khen không dứt miệng, thân là phụ nữ, bà ấy đương nhiên là quan sát cẩn thận hơn so Trương Dương, cô gái nhỏ Chavi này đối đãi chu đáo với trương dương như vậy hiển nhiên đã không còn là tình cảm bạn bè bình thường trương dương hẳn là cũng đã nhận ra bất quá hắn vẫn giả bộ hồ đồ cha vi biểu hiện ra đỉnh đạc nhưng tâm tư của cô gái nhỏ này cũng tương đối dễ hiểu Là tuệ chữ nhớ tới sở yên nhiên nhà đầu này khẳng định không có tâm tư dễ hiểu giống cha vi là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh trương dương ăn sạch phần xương hầm thơm ngon nâng ly rượu nhấp một ngụm nói nhìn không ra tay nghề nấu ăn của cô lại tốt như vậy cha vi nói thưa anh không biết còn rất nhiều la tuệ chữ cười nói tiểu vi quả nhiên là ra khỏi phòng khách liền xuống phòng bếp ý bảo là chăm lo việc nhà tốt đấy nếu ai cưới được con làm vợ sau này chỉ có hưởng phúc cha vi bị những lời này của la tuệ chữ nói làm cho có chút xấu hổ mặt cười đỏ lên trương dương nói mẹ nuôi cái mẹ nhìn đều là ưu điểm của cô ấy thôi chúng ta không phải mới vừa nói sao, vĩnh viễn không nên bị thứ ngoài mặt mê hoặc, cần phải nhìn rõ bản chất. chương 706, Chim Non về Tổ 1. Cha Vi tức giận nhấc chân đá hắn một cái, anh có lương tâm hay không a à? Từ xa chạy đến nấu cơm tiến đưa cho anh, mà ngay cả câu tiếng người anh cũng không nói. Là tuệ chữ nở nụ cười, mẹ thấy cũng đúng, Trương Dương con cũng không thể không có lương tâm như vậy được. Trương Dương nói, được rồi, Lý Vĩ còn ở bên ngoài, đã quên gọi hắn cùng nhau ăn. La tuệ chữ nói, không cần, hắn sẽ không vào, sợ quấy rối chúng ta. Bà ấy ăn xong chén cơm trước mặt, đứng dậy nói, mẹ cũng nên đi, buổi chiều còn muốn đi tham gia một buổi hoạt động từ thiện. Trương Dương đứng dậy muốn đưa bà ấy ra. La tuệ chữ khoát tay nói, không cần, còn ở lại ăn, tâm sự với tiểu vi. La tuệ chữ sau khi rời khỏi, cha vi tự nhiên rất nhiều, cô ấy gắp một cái đùi gà đặt ở trong chén Trương Dương ăn nhiều một chút, qua hôm nay sẽ không còn cái này ăn đâu. Trương Dương cười nói, Phi, đại cát đại lợi, hôm nay tôi phải về Nam Tích, lời này của cô nghe giống đang rủa tôi quá. Cha Vi nói, sẽ thấy biểu hiện lòng lang giả chó của anh vừa rồi, tôi quyết định sau này không bao giờ nấu cơm cho anh ăn nữa. Cô không hối hận chứ? Hối hận cái gì? Mấy cô gái xếp hàng muốn làm cơm cho tôi rất nhiều, nếu như cô từ bỏ, sau đó muốn khóc cũng không kịp, Cha Vi trợn mắt liếc hắn, nhìn anh kia, tưởng mình là kho báu hả? Trương Dương nói, thì nó đó, cô nói thật đi, từ góc độ nữ tính của cô mà xem, tôi có tính là một người đàn ông hoàn mỹ thời đại mới hay không? Cha Vi làm vẻ nôn mửa, khả năng tự kỷ của anh sắp khiến cho tôi nôn mửa. Trương Dương nói, đừng khách khí, tuy rằng tôi không tính là đẹp trai như sao trên trời, nhưng cũng không xấu đến nổi khiến cho cô buồn nôn. Cha Vi nở nụ cười, cô ấy nâng ly đồ uống trước mặt lên chạm ly với Trương Dương nói, tiễn đưa cho anh. Trương Dương nói, nói thật, tôi đúng là có chút luyến tiếc. Cha Vi nói, thế nào, không muốn rời khỏi tôi. Trương Dương cười nói, có chút, hay là cô theo tôi quay về Nam Tích đi, tôi còn thiếu một trợ lý sinh hoạt, bình thường cô giúp tôi giặt quần áo làm cơm, cái khác tôi không dám cam đoan, lo cho cô ăn ở thì bảo đảm. Cha Vi nói, coi tôi là nữ hầu thật à. Suy nghĩ đi, không phải cô gái nào cũng có cơ hội tiếp cận tôi đâu. Đi tìm chết, Cha Vi trợn mắt lên hung hăng nói. Cha Vi tự mình đưa Trương Dương đến trạm xe lửa. Lúc tiến Trương Dương lên xe, trong ánh mắt rốt cuộc vẫn toát ra vài phần không muốn. Trương Dương giang hai tay cánh tay nói, vậy gì, hai ta ôm một cái tiễn biệt đi. Cha Vi thối nói, anh không chiếm tiện nghi trong lòng khó chịu có phải không? Trương Dương cười nói, lần này phân biệt là vì tiếp theo gặp lại mong rằng chúng ta có thể gặp mặt không lâu sau đó cha vi nói phỏng chừng phải qua một thời gian nữa hết tháng này tôi phải đi đài loan tham quan học tập trương dương vẫn chưa từng nghe cha vi nói ra chuyện này có chút kinh ngạc nói đang yên đang lành sao đột nhiên nghĩ tới đi đài loan cha vi nói tôi tốt nghiệp cũng một thời gian rồi với thiên tư của tôi phỏng chừng trong giới nghệ thuật cũng không có thành công quá lớn chú tôi mời tôi gia nhập vào tinh toản muốn bồi dưỡng tôi thành người thiết kế châu báu vốn dĩ dự định để cho ta đi pháp học tập, chỉ là tôi không thích đi xa như vậy, chị Phượng Tiên đề nghị tôi đi Đài Loan, đi Vương Triều Châu Báu học tập mấy tháng. Trương Dương nói, cũng không tôi, tuy rằng Đài Loan cũng không gần, nhưng được cái ở bên kia đều là người Trung Quốc, dễ thích ứng một ít. Cha Vi nói, tôi dự định đi hai tháng, lâu quá không được, tôi nhớ gia đình. Trương Dương nở nụ cười ha ha, hắn vươn bàn tay to ngắt một cái lên mặt cười của cha vi tới bên kia ngàn vạn lần đừng quên tôi cha vi nói nói không chừng qua mấy tháng nữa lúc tôi trở về bên cạnh đã có một phú thương đài long anh tuấn nhiều tiền trương dương nói dám không nếu như thật có một người như vậy cùng đến đây tôi nhất định đánh cho hắn tìm không được đường về nhà cha vi nói anh dám trương đại quan nhân cười xấu xa nói với nhân phẩm của tôi chuyện gì làm không được Cha Vi nói, lời này tôi tin. Từ giờ đến lúc lên xe đã không nhiều thời gian, Trương Dương nói với cha Vi, tôi đi, từ Đài Loan trở về có thời gian đi Nam Tích tìm tôi, khi đó trời hẳn là nóng lắm, tôi mang cô ra ven biển chơi. Cha Vi gật đầu, Trương Dương đi lên xe, đem hành lý xếp gọn lại, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhưng thấy cha Vi đứng ở trong đám người, xưa nay kiên cường thế nhưng vành mắt của cô ấy tự nhiên có chút đỏ, bỗng nhiên cô ấy che lấy môi, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Trương đại quan nhân không thể nhìn được khi thấy một cô gái rơi nước mắt, thấy cha vi khóc, hắn quay người sông ra ngoài. Cha vi cũng không rõ vì sao mình bỗng nhiên sầu não như vậy, sợ bị trương dương thấy mình rơi lệ, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bị một đôi tay đầy lực ôm vào trong lòng, thân thể mềm mại của cô run rẩy một chút, ngẩng đầu, thấy trương dương cười ôn hòa, Cha Vi nói trước khi đi còn chiếm tiện nghi của tôi. Trương Dương càng ôm cô ấy chặt hơn nữa, chặt đến nổi làm cho cha Vi hít thở không nổi, cô khóc cái gì. Tôi không khóc, bị gió thổi vào con mắt thôi. Cha Vi giải thích nói, song trưởng cũng ôm lấy thân thể của Trương Dương. Trương Dương nói, thật sự luyến tiếc tôi, thì theo tôi đi nam thích làm nữ hầu đi. Cha Vi nói, vì tên hoa tâm như anh à, không đến. Trương Dương nói, tôi thật sự có chút lo lắng, cô đi đài loan lâu như vậy lỡ như gặp phải cái tên nào đuôi mù còn cô là thiếu nữ vô tri nếu như thật sự bị người ta làm bậy thì tôi chẳng phải là hối hận sao cha vi nói tôi có liên quan gì với anh sao trương dương nói sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh quan hệ cha vi đỏ mặt hai tay hung hăng đánh lên lưng của trương dương trương dương bỗng nhiên cúi đầu trước cái nhìn của công chúng dùng tốc độ rất nhanh rất cố sức trên môi anh đào mê người của cha vi hôn một cái cực kỳ vang dội, thân thể mềm mại của cha vi vô thức căng thẳng ra, cả người giống như hóa đá trong nháy mắt, trương đại quan nhân thả cô ấy ra, nhẹ giọng nói, đặt tiền cọc trước, mua bảo hiểm. Cha vi hơn nữa ngày sau mới có phản ứng, lúc này, xe lửa đã khởi động, trương dương xoay người đuổi theo xe lửa, xông lên xe lửa, dưới ánh mắt nhìn kinh ngạc của nhân viên phục vụ phất tay với cha vi nói, nhà đầu, cái này là quên không được tôi rồi chứ. Cha vi đỏ mặt, vừa chạy theo xe lửa, vừa lau miệng mình, tên khốn này, lại chiếm tiện nghi của tôi. Xe lửa càng chạy càng nhanh, thân ảnh của cha Vi mà Trương Dương thấy được dần dần biến thành một điểm nhỏ, trong lòng cũng có chút mất mát, lúc này mới xoay người trở lại, phát hiện vẻ mặt của nhân viên phục vụ đoàn tàu vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, Trương Đại Quan nhân hung thần ác sát mở to hai mắt nhìn, nhìn cái gì vậy? chương 707, chim non về tổ, 2. Nhân viên phục vụ nói, người anh em, thật lãng mạn. Trương Dương có chút đắc ý ngẩng đầu lên, cái này gọi là tình thú, anh hiểu không? Trở về toa giường nằm, Trương Dương không khỏi nhíu mày, chỗ thuộc về hắn bị một người ngồi lên, còn cởi giày trà chân lên giường, Trương đại quan nhân ho khan một tiếng, nói tôi nói anh bạn này, đây là chỗ của tôi mà. Người đang trà chân kia là một người khoảng 30 tuổi, là người Đông Bắc, nghe Trương Dương nói như thế, cười cười ngượng ngùng nói, người anh em, xin lỗi nhé gã đứng dậy muốn rời khỏi giường. Trương Dương nói: "Không sao cả, cứ vậy cũng được, hai ta đổi chỗ." Người Đông Bắc kia nghe Trương Dương nói muốn đổi chỗ với mình thì có vẻ cầu còn không được, gật đầu liên tục nói tốt, "Hai ngày nay tôi bị đau lưng, leo lên cao không được tiện." Trương Dương cười cười leo lên giường trên, lúc này lại có thêm hai người tiến vào, là một đôi tình nhân, cũng nằm giường trên và giường dưới. Trương Dương tùy tiện thu dọn một chút, lấy MP3 ra nghe nhạc, đường đi rất là buồn chán nghe chút nhạc cũng có thể giết thời gian, bất quá Trương Dương nhanh chóng phát hiện ra hành trình lần này không khô khăn như vậy. Đôi nam nữ kia đang ngồi cùng giường đối diện với Trương Đại Quan Nhân, hai người đầu tiên là quơ quơ kéo kéo, sau một lát là ôm nhau nằm luôn, tay của người nam bắt đầu mò vào trong cổ áo của người nữ, hai người vừa sờ vừa vuốt, Trương Đại Quan Nhân nghe tiếng hôn môi của bọn họ như cá vàng lội nước. Trong lòng thầm vui, không ngờ rằng còn được xem phim miễn phí. Do hắn quá nhàn rỗi, nên con mắt cứ liếc nhìn về hướng bên kia hoài, chỉ một lát sau, người nam có vẻ không hài lòng với hiện trạng này, bắt đầu cởi lưng quần của người nữ, âm thanh của hai người rất nhỏ, bất quả vẫn không thể nào giấu được cái lỗ tai của trương đại quan nhân, người nữ nhỏ giọng nói, đừng mà. Người nam nói, không sao đâu, anh chỉ sờ thôi. Có người, bọn họ không thấy đâu. Trong lòng Trương Dương nói, mẹ kiếp còn chưa tắt đèn đó, coi bố là không khí à. Người nữ quả nhiên nói, còn chưa tắt đèn mà. Người nam nói, anh chỉ sợ thôi. Người nữ không nói gì, tựa hồ là ngầm đồng ý hành động của người nam, Trương Đại quan nhân nghe mà nổi lửa trong lòng, thẳng thắn nhắm mắt lại, người ta phong lưu khoái hoạt, mình quan tâm làm cái dám gì. Nhưng mà người nam làm không lo làm, cái miệng không ngừng nói em ướt rồi. Đáng ghét. Trương Đại quan nhân nhét tai nghe MP3 vào lỗ tai, bật âm lượng lớn nhất, lúc đầu còn cảm thấy là có việc vui nhưng càng nghe thì càng khó chịu, loại hiện trạng này quá dần dặt người ta, Trương Dương vẫn rất hàm dưỡng, nhưng cũng không chịu nổi tình cảnh nam nữ yêu đương mãnh liệt như vậy. Bất quá đoạn nói chuyện của hai người vẫn lọt vào trong lỗ tai của hắn, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy rằng có đôi khi thính lực quá tốt cũng không phải là việc tốt gì. Đôi nam nữ kia ở trên giường lăn qua gần một giờ, cuối cùng cũng tắt đèn, hành động kích thích hơn rốt cục đã triển khai, từ hô hấp càng ngày càng nhanh của bọn họ, Trương Đại Quan Nhân đã đoán được hai người hiện nay đã phát triển đến tình trạng cây cấy, hắn thầm than không may, tối nay khẳng định là một đêm không ngủ. Chỉ là không phải ai ai cũng đều hàm dưỡng được như Trương Dương, trong bóng tối nghe được tiếng quát của một người, mẹ kiếp, thằng nhóc nhỏ, hai người chạy đến đây động dục, hơn một tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa yên tĩnh, tôi nhịn các người lâu lắm rồi nha. Đèn sáng, người đàn ông Đông Bắc đứng dậy, vung tay lôi người nam từ trên giường xuống, phum nắm tay đấm một cái lên mặt của người nam, người nam kêu thảm một tiếng, nhất thời bị đánh bầm mắt, càng buồn cười hơn chính là quần của người nam đã rơi xuống một nửa và phần dưới thì đang dựng thẳng lên. Trương Dương mừng rỡ ngồi nhìn, người nữ trên giường hét lên một tiếng, Trương đại quan nhân nhìn qua hướng cô ấy, người nữ cũng không có mặc quần, hơn phân nửa cái mông trắng đã lộ ra, cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương, lại hét lên một tiếng, lưu manh. Trương đại quan nhân vừa tức giận vừa buồn cười còn nói hắn là lưu manh nữa chứ, rõ ràng là hai người bọn họ dở trò lưu manh mà. Người nam bị người đàn ông Đông Bắc đánh cho một cái, bất quá hắn cũng không bị choáng váng, cũng đánh một cái trở lại, người đàn ông Đông Bắc nắm lấy cổ tay của hắn, lại cho hắn một quyền. Trương Dương nhìn từ cách ra tay của người này liền biết người đàn ông Đông Bắc này cũng là một người luyện võ, người nam trẻ tuổi kia căn bản không phải là đối thủ, trước sau bị người đàn ông Đông Bắc đấm cho hai cái, người nam trẻ tuổi hét lớn, tao liều mạng với mày. Rồi chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm về hướng ngực của người đàn ông Đông Bắc. Người đàn ông Đông Bắc biến sắc, mắt thấy dao gọt hoa quả đi tới ngực, hắn muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, Trương Dương giơ tay lên, ném cái máy MP3 qua, nện lên tay của người nam trẻ tuổi, hắn tính toán lực lượng rất tốt, chỉ ném cho người nam bị đau, dao rơi leng keng xuống mặt đất, người đàn ông Đông Bắc cũng nổi giận thật, tiến lên đấm liên tiếp mấy cái. Trương Dương cũng không nhịn được từ trên giường bước xuống, bước lại gần hai người bọn họ, khuyên ngủ, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đó. Lúc này nhân viên bảo vệ nghe được động tĩnh chạy đến đây, hai nhân viên bảo vệ nghiêm khắc nói, làm gì? Làm gì vậy? Tất cả đều dừng tay cho tôi. Người nam trẻ tuổi liền nói, đồng chí bảo vệ, hắn đánh tôi. Người đàn ông đông bắc nói, mẹ kiếp, có cũng là mày, hơn nửa đêm không chịu đi ngủ, chạy tới chỗ này chơi trò tình cảm, nhân viên bảo vệ nhìn hai người một chút, lại nhìn Trương Dương một chút, ánh mắt cuối cùng đi tới trên người cô gái, hỏi, nói đi, rốt cuộc là sao? Người nữ khóc sướt mướt nói, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi yêu nhau, cũng không chọc gì hắn, hắn xông lên đánh người yêu của tôi. Người đàn ông Đông Bắc nói, yêu đương thì tôi không xen vào, hai người làm loạn trên giường, ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi tôi phải quản. Anh nói bậy, ai làm loạn chứ? Nhân viên bảo vệ nói, bớt tranh cãi, đừng cãi nhau ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi. Người đàn ông Đông Bắc nói, các người còn dám làm bừa, tôi sẽ đánh tiếp. Hai gã nhân viên bảo vệ thương lượng một chút, đến lúc này đành phải đổi phòng cho đôi nam nữ kia, dù sao xe lần này rất trốn, chỉ có tách bọn họ xa nhau mới có thể bảo đảm không xảy ra chuyện không may. Đôi nam nữ vừa đi, trong phòng nhất thời thanh tịnh không ít. Người đàn ông Đông Bắc nhặt cái MP3 trên mặt đất đưa cho Trương Dương nói, người anh em, vừa rồi cảm ơn. Trương Dương cười nói, có gì mà cảm ơn, nếu như anh không ra tay, có lẽ tôi sẽ ra tay. Hai người đều nở nụ cười, người đàn ông Đông Bắc vươn tay nắm lấy Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân trong lòng thật ra rất chống cự, bàn tay này vừa rồi còn trà chân mà, bất quá người ta chủ động, không thể từ chối người ta được. Người đàn ông Đông Bắc nói, ta là Chu Hưng Vượng, là người duyên đông. Hắn nhớ tới một việc, từ trong quần áo tìm ra một sấp xanh thiếp, rút ra một tấm đưa cho Trương Dương chương 708, chim non về tổ. 3. Trương Dương cầm lấy danh thiếp vừa nhìn, trên mặt viết chủ tịch tập đoàn Hưng Vượng Duyên Đông. Tập đoàn Hưng Vượng Trương Dương cũng không xa lạ, là một trong các xí nghiệp dân doanh có lực ảnh hưởng nhất ở Đông Bắc. Gần đây trong quảng cáo của đài truyền hình Trung ương bình thường có thể nhìn thấy, hắn có chút vô cùng kinh ngạc nói tập đoàn Hưng Vượng là tập đoàn nhân sâm lớn nhất Đông Bắc sao. Chu Hưng Vượng cười hắc hắc nói, nhân sâm chỉ là một phần, tôi còn làm nông nghiệp, chế cửu ra làm áo. Trương Dương thật sự là không ngờ rằng người đàn ông Đông Bắc tướng mạo xấu xí lại chính là chủ tịch của một xí nghiệp tiếng tâm lừng lẫy Đông Bắc. Trương Dương nói, thất kính thất kính, thì ra anh là danh nhân. Chu Hưng vượng cười nói, danh nhân gì chứ, đều là người khác cất nhắc tôi, người anh em, vừa rồi nhờ có anh cứu tôi một mạng, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Trương Dương cười nói, tôi là Trương Dương, công tác tại Ủy ban Thể dục Nam Tích chu hưng vượng nói tôi mời uống rượu nha trương dương cũng là người nghiện rượu chu hưng vượng thịnh tình mời hắn đương nhiên sẽ không từ chối chu hưng vượng nói chỗ tôi còn có thịt gà thịt bò còn có rượu do tập đoàn chúng tôi sản xuất sản xuất tinh khiết ông ta mở túi du lịch từ bên trong lấy ra thịt gà thịt bò vốn định xé ra bỗng nhiên nhớ tới mình chưa rửa tay cười nói tôi đi rửa tay một chút trương đại quan nhân trong lòng nói anh cuối cùng cũng nhớ tới việc rửa tay nếu như không rửa, tôi cũng không dám ăn đồ ăn do chính tay anh làm. Chu Hưng vượng trở về nhanh chóng, lúc này Trương Dương đã lấy thịt gà ra rồi, đây là do cha Vi làm cho Trương Dương mang theo ăn, Trương Dương dùng dao xẻ thịt ra cho hai người. Chu Hưng vượng lấy ra rượu do tập đoàn của ông sản xuất, rót đầy ly cho Trương Dương, cũng tự rót cho mình một ly, hai người cùng uống cạn. Trương Dương nói, Chu Tổng đi đến đâu vậy? Chu Hưng vượng cười nói, đừng gọi tôi là Chu Tổng, cứ gọi tôi là Chu Đại Ca, tôi đi Đông Giang, ngày mốt có một hội trợ đặc sản địa phương toàn quốc, tập đoàn chúng tôi có tham dự, nhân viên của tôi hai ngày trước đã đi qua chuẩn bị, triển khai giai đoạn trước xong hết rồi, lần này tôi đi là vì ký mấy hợp đồng lớn. Trương Dương cười nói, tập đoàn Hưng Vượng rất có danh tiếng, đài truyền hình Trung ương bình thường thấy quảng cáo của các người. Chu Hưng Vượng nói, tôi xuất thân nông dân, không có văn hóa, bất quá tập đoàn chúng tôi cho tới bây giờ đều là thành tín làm vốn, chỉ cần làm được cái này, sự nghiệp có thể càng làm càng lớn. Trương Dương nói, Chu đại ca, có thời gian có thể đến Nam Tích chơi, tôi có thể giúp anh giới thiệu cơ quan tương quan, nhìn xem có khả năng hợp tác hay không. Chu Hưng Vượng nói, được đấy, tôi bận xong cái hội trợ này, nếu có thời gian phải đi Nam Tích chơi một chuyến. Chu Hưng Vượng có nét hào sảng và thẳng thắn của người Đông Bắc, nếu như không có Trương Dương ra tay vào thời khắc mấu chốt, ông ta khẳng định sẽ bị thương, hai người trò chuyện rất ăn ý, uống đến 12 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Hưng Vượng lúc xuống xe ở Đông Giang đặc biệt tặng một hộp nhân sâm cho Trương Dương, hai người cho nhau số điện thoại để sau này liên hệ. Trở lại Nam Thích, Trương Dương đón xe đi thẳng đến Ủy ban Thể dục, đi tới Ủy ban Thể dục đầu tiên thì thấy chiếc xe của hắn đậu ở trong sân đã không còn, Trương Dương có chút kỳ quái, tuy rằng Quốc An nói muốn thu hồi xe, nhưng mình còn chưa có trở về, xe đã không còn. Phó chủ nhiệm Ủy ban thể dục thôi Quốc trụ nghe nói Trương Dương đã trở về, nhanh chóng đến đây gặp mặt hắn. Trương Dương hỏi hỏi, biết gần đây Ủy ban thể dục công tác coi như ổn định, không có việc đặc biệt phát sinh. Thôi Quốc trụ nói, chủ nhiệm Trương, cậu trở về thì tốt rồi, bên trung tâm thể dục mới, ký túc xá của chúng ta đã lắp đặt thiết bị gần xong rồi, mấy người chúng tôi đều đi qua xem, đã đủ điều kiện làm việc, chỉ chờ cậu định ngày dọn nhà. Trương Dương gật đầu nói, trở về tôi đi xem thường hải tâm cũng từ trung tâm tin tức đến đây thấy trương dương trong đôi mắt đẹp không khỏi thoát ra một tia vui mừng thôi quốc trụ rời đi thường hải tâm nói chủ nhiệm trương rất siêng năng mới xuống xe lửa đã chạy tới đi làm trương dương nói không phải vội vã đi làm mà là vội vã gặp em thường hải tâm mặt cười ửng đỏ nhẹ giọng nói có ngu mới tin anh trong lòng lại cực kỳ ngọt trương dương nói xe của anh đâu rồi thường hải tâm nói em đang muốn nói chuyện này Đột nhiên bị người ta lấy đi, tôi hỏi qua bảo vệ cửa, bảo vệ cửa nói không thấy. Trương Dương nói, sao không thấy được, xe lớn như vậy từ nơi này lái đi hắn không thấy. Xem ra chế độ bảo vệ của chúng ta có vấn đề, sau này phải chỉnh sửa lại thôi. Thường Hải Tâm nói, không phải bị lấy cắp chứ, vậy mau báo án đi. Trương Dương trong lòng biết rõ là quốc an đem xe đi, lắc đầu nói, thôi kệ đi, chiếc xe cũ nát đó cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Trong lòng hắn đối với cách làm của quốc an có chút khó chịu của, xe tuy rằng là quốc an cải trang, nhưng dù sao cũng là của mình, bọn họ không thể nói lấy là lấy, ngay cả một con ốc cũng không để lại cho mình. Thường Hải Tâm nói, anh vừa xuống xe lửa, không quay về nghỉ ngơi. Trương Dương nói, đi lâu như vậy, luôn cảm thấy có chút bất an, quay về trong lòng mới kiên định. Thường Hải Tâm nói, trở lại nghỉ ngơi đi, hồi phục tinh thần rồi trở lại đi làm cũng không muộn. Trương Dương nói, được, anh đi về trước đi. Thường Hải Tâm nói, em cũng muốn đi trung tâm thể dục mới, tiện đường tiện anh. Gần đây Thường Hải Tâm bận việc, công tác chuẩn bị, mỗi ngày đa số thời gian đều tại ký túc xá mới của Ủy ban thể dục. Trương Dương gật đầu, Thường Hải Tâm hiện tại đang lái chiếc Audi của anh hai Thường Hải Long, Thường Hải Long mới đổi một chiếc Mercedes-Benz, chiếc Audi đưa cho em gái, xe Audi được xì sơn trang sức lại, phun thành màu hồng rất đẹp mắt, Trương Dương ngồi vào tấm tắc khen, nếu như không phải thấy biển số xe, anh còn tưởng em mới mua xe mới. Thường Hải tâm cười nói, tất cả đều là công lao của Triệu Thiên Tài, viên ba mở một chỗ sửa chữa xe, cho Triệu Thiên Tài phụ trách, cái chiếc xe này là hắn giúp em lắp đặt thiết bị, anh hai em trả tiền. Trương Dương cười nói, chút tiền lương của em đúng là không trả nổi khoản này rồi. Thường Hải Tâm nói, vốn em không muốn lái xe, nhưng gần đây cả ngày chạy tới chạy lui, dùng xe của cơ quan cũng không được, dù sao anh hai em đã đáp ứng tất cả chi phí đều do anh ấy trả. Trương Dương nói, gần đây hắn làm ăn cũng khá thật, giúp em gái một chiếc xe không tính là cái gì. Đúng rồi, Hải Thiên đã trở về chưa? Thường Hải Tâm nói, gần đây đang ở Lam Sơn, vừa từ trước ở nhà máy thuốc giang thành chế về nhà, ba em mắng cho một trận. Trương Dương cười nói, tính tình của lão gia tử vẫn nóng nảy như vậy. Thường Hải Tâm mỉm cười nói, không phải nóng này, là bá đạo, ba cho rằng anh của em hẳn là nên ổn định, anh của em nghĩ có thể làm một mình, ba em không tiếp thụ loại tư tưởng này của anh ấy. Lúc chạy qua trung tâm thể dục mới, Thường Hải Tâm không dừng xe, cô ấy muốn đưa Trương Dương về trước, Trương Dương nói, chậm đã, đi xem ký túc xá mới của chúng ta trước. chương 709, chim non về tổ. 4. Thường Hải Tâm lúc này mới thay đổi phương hướng, lái ô tô đi vào công trường của trung tâm thể dục mới ký túc xá mới của ủy ban thể dục nằm ở bên trái con đường phía trước hai bên trái phải đã tiến hành sanh hóa đồng bộ tạm thời xe cộ không cách nào thông hành bọn họ từ bên trong thể dục trung tâm đi qua trương dương phát hiện các công trình chủ yếu của trung tâm thể dục trên cơ bản đã hoàn công hiện tại đang tiến hành lắp đặt thiết bị trong và ngoài xem ra hiệu suất làm việc của công ty lương thành long vẫn còn cao lắp đặt thiết bị bên ngoài của sân thể dục chủ đã hoàn thành toàn bộ xanh hóa xung quanh và hệ thống nước đang tiến hành, phụ trách những công trình này cũng là công ty của Thường Hải Long. Thường Hải Tâm dừng xe lại cách công trường khoảng 50 mét, và cùng Trương Dương đi đến ký túc xá mới của Ủy ban Thể dục. Đường nhỏ rất trơn, bởi vì vừa có mưa, vô cùng lầy lội, rất nhiều đoạn đường bị ướt rất nhiều, bọn họ phải cởi giày đi qua, đi tới trước ký túc xá, thấy phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương mang theo một đám công nhân đang dọn dẹp bên trong. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Lý bận rộn thật. Lý Hồng Dương nghe được âm thanh của Trương Dương, mặt đầy vui mừng đón chào, chủ nhiệm Trương, cậu mới vừa trở về từ kinh thành. Trương Dương gật đầu nói, trong nhà có chút chuyện nên đi không yên lòng. Lý Hồng Dương cười nói, cậu là người tâm phúc của chúng ta, rời khỏi cậu ủy ban thể dục đúng là làm không được gì. Trương Dương cười nói, dù ai có đi thì trái đất vẫn quay thôi, không phải các người làm không được, mà là các người đã sản sinh tính ỷ lại đối với tôi. Lý Hồng Dương nở nụ cười, quả thật, lúc Trương Dương còn có mặt, phát sinh bất luận chuyện gì cũng đều dành làm trước, đám người bọn họ đã sớm thành thói quen. Lý Hồng Dương cùng Trương Dương đi dạo một vòng quanh ký túc xá mới, Trương Dương thấy công việc đã trên cơ bản đã đầy đủ hết, xem ra trong khoảng thời gian mình rời đi này, hiệu suất làm việc của Ủy ban Thể dục vẫn rất tốt, hắn nói với Lý Hồng Dương, bên này dọn dẹp xong phỏng chừng bao nhiêu ngày. Lý Hồng Dương nói, đại khái một tuần là xong rồi, chủ yếu là chờ trải đường. Trương Dương gật đầu nói, "Được, đường thông thì chúng ta dọn nhà." Địa điểm làm việc hiện tại là mượn của Nam Dương Quốc tế của, Trương Dương cũng không muốn làm việc ở chỗ người khác mãi. Hắn còn muốn đi nhìn trung tâm tin tức của Thường Hải Tâm, trung tâm tin tức mới tổng cộng phân cho Thường Hải Tâm nửa tầng lầu, phòng máy, phòng hồ sơ, phòng làm việc đầy đủ mọi thứ, Thường Hải Tâm đầu tiên muốn giải quyết cũng là vấn đề nhân lực, chỉ dựa vào một mình cô ấy thì đúng là làm không nổi trên đường đưa Trương Dương trở về, Thường Hải Tâm đưa ra chuyện này. Trương Dương cười nói, thông báo tuyển dụng, hiện tại sinh viên xã hội có nhiều, tuyển người trẻ tuổi có nhiệt tình có sức sống, phương diện chỉ tiêu để anh giải quyết. Trương Dương kêu Thường Hải Tâm đưa mình đến Nhã Hình Huyền ở Thành Đông, đây là căn hộ do Lương Thành Long cho hắn mượn dùng tạp, chủ yếu là do Lương Thành Long thấy thằng nhãi này mượn dùng biệt thự Hy Vân Sơn Trang mãi không trả, đầy phải dọn dẹp một căn nhà cho hắn ở thường hải tâm vốn không có chuẩn bị lên nhà nhưng mà trương dương kêu cô ấy vào ngồi nói chuyện một chút vừa vào trong nhà trương dương buông hành lý ra liền nắm lấy tay nhỏ của thường hải tâm mà kéo cô vào lòng thường hải tâm cảm thấy thân thể của mình nóng dần lên dựa vào trong lòng của trương dương mặt cười tựa lên khuôn mặt của trương dương rất là dọa người trương dương cúi đầu xuống ánh sáng bên ngoài xuyên ra rèm cửa mỏng chiếu vào thường hải tâm vô lực tựa cả người vào trong lòng của hắn khuôn mặt đẹp kiều diễm như hỏa, dẫn dụ Trương Dương kéo cô vào trong cái ôm. Thân thể của cô nóng như lửa, khẽ nhúc nhích trong lòng của Trương Dương, tựa hồ muốn chống cự, lại tựa hồ như muốn dùng phương thức này để làm cho Trương Dương cảm thụ được sự mềm mại cơ thể của cô. Một ngọn lửa không thể nhịn bốc cháy lên trong cơ thể của Trương Dương, hắn tham lam chiếm lấy cặp môi anh đào của Thường Hải Tâm, hút lấy hương vị ngọt ngào bên trong, hai tay của liên tục thăm dò đường cong trên cơ thể duyên dáng của cô, môi của thường hải tâm bị cả miệng hắn chăm chú bao chặt lại, cái lưỡi thơm tho mềm mại tiến nhập vào trong miệng của Trương Dương, linh hoạt giống như một con rắn nhẹ nhàng mút vào, Trương Dương chỉ cảm thấy tâm thần như muốn bay lên, chìm đắm trong sự ôn nhu triền miên. Không biết bao lâu sau, đôi môi của bọn họ mới chịu tách biệt ra do phải thở dốc, Trương Dương yêu thương nhìn thường hải tâm tràn đầy xuân ý, đôi mắt vốn dĩ trong suốt của cô lúc này đã ngập nước, bên trong ẩn chứa nhu tình vô tận bàn tay to của hắn tiến vào trong lớp quần áo của cô, bắt đầu lục lọi leo trèo trên làn do mịn màng của cô, cuối cùng, cách một lớp phải che chắn cuối cùng, tay của hắn xoa lên bộ ngực đẫy đà kiên cố của cô, thường hài tâm run nhẹ nhẹ, một tay ôm lấy phần eo của Trương Dương, hơi cúi đầu tách ánh mắt nóng rực của hắn ra, một tay khác thì đi xuống giữa hai chân của Trương Dương, tay nhỏ nhẹ nhàng ma sát vài cái, làm cho bộ phận vốn đang bành trướng đến cực điểm được giải phóng, ôn nhu chạm vào nó khiến cho Trương Dương thoải mái đến nổi thở dốc một hơi. Bàn tay vốn đang dừng lại trên ngực của cô ấy đã bắt đầu mò ra phía sau lưng, hơi dùng sức, kéo thân thể mềm mại ấm áp của cô dính sát vào ngực của mình, dùng cơ thể tráng kiện của mình mà tùy ý va chạm với thân thể mềm mại của cô. Hô hấp của thường hải tâm càng ngày càng gấp, tay nhỏ khả ái nhưng không hề thua kém gì Trương Dương, từng đợt cảm giác sung sướng cực kỳ mạnh mẽ trên từng động tác của cô từ dưới bụng của Trương Dương đi lên khắp toàn thân, khiến cho dục vọng của trương đại quan nhân dâng trào dục hỏa bùng cháy một cách mãnh liệt hôn nhẹ một cái lên vành tai của cô thấp giọng nói anh không chịu nổi nữa anh muốn em thường hải tâm nhìn nhìn trương dương một chút cười kiều mị mà ngượng ngùng trong lúc tâm thần của trương đại quan nhân đang mê man đến cực độ thì cô ấy lại nhẹ nhàng tránh ra khỏi lòng của trương dương khiến cho hắn nhất thời có cảm giác mất mát trống rỗng đến cực độ trương dương nghi hoặc nhìn thường hải tâm cô ấy mỉm cười ôn nhu nói tắm rửa trước được không Trương Dương ngửi ngửi trên người mình có cái mùi hỗn hợp của rượu và thuốc lá, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Căn hộ mà Lương Thành Long cung cấp cho Trương Dương được lắp đặt thiết bị rất tốt, trong phòng vệ sinh có phòng tắm chỉnh thể, Trương Dương dùng nước nóng tắm rửa thân thể của mình, đúng thật sự là thoải mái cực kỳ. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Thường Hải Tâm xóa tung mái tóc của mình, trên người quấn một cái khăn tắm màu trắng đi vào, thấy thân thể trần trụi của Trương Dương, trên mặt không nhịn được đỏ hồng lên, Trương Dương mỉm cười nắm tay cô, kéo cô vào trong bồn tắm lớn. Thường Hải tâm ngoan ngoãn ngồi xuống bên bên cạnh hắn, Trương Dương thoáng nghiêng người một chút, kéo khăn tắm của cô để lên trên bồn tắm, thân thể trắng noãn quyền rũ hấp dẫn của Thường Hải tâm lập tư xê hiện ra trước mắt, phần ngực kiên quyết kiêu ngạo vươn thẳng lên phía trước, da thịt nhẵn nhịu như tơ tóa ra ánh sáng bóng trong suốt, Phòng eo mảnh khẳng, chân ngọc thon dài, toàn thân không tìm được một chút tì vết nào. chương 710, chim non về tổ 5. Mắt thấy tình cảnh hoạt sắc sinh hương như vậy, thân thể của Trương Đại Quan nhân lập tức làm ra phản ứng tự nhiên nhất, Thường Hải Tâm ngồi xích gần đến hắn một chút, Trương Dương khẽ vuốt nhẹ vai mềm của cô, rồi từ từ trượt xuống dưới, đi qua eo nhỏ của cô, rồi sau đó dừng lại đùa giỡn với cặp mông mềm mại mà đầy áp rắn chắc của cô. Có thể bởi vì cơ thể con người ở trong nước đặc biệt mẫn cảm, cho nên Thường Hải Tâm bị Trương Dương âu yếm khiến cho cô phải nhẹ giọng rên rỉ thân thể tựa hồ không ngồi yên được ngã nhào vào trong cái ôm của hắn thường hải tâm hờn dỗi chụp lấy hai tay của trương dương đang chạy trên khắp người của mình ôn nhu nói anh có tắm hay không không thì ra bên ngoài chờ em trương đại quan nhân dày mặt nói không chờ được rồi chờ nữa thì huyết quản sẽ phát nổ mất thôi thế nhưng không thế nhưng gì cả trương dương đứng dậy bế thường hải tâm từ trong bồn tắm lớn đi ra sau đó cấp tốc dùng khăn tắm bao cô ấy lại dưới vẻ cười duyên và sự kháng nghị cho có của thường hải tâm, đặt cô ấy lên giường. Xem cửa sổ đã kéo xuống từ lâu, tia sáng trong phòng ngủ vô cùng ảm đạm, thường hải tâm nằm ở dưới thân của của Trương Dương, trong bầu không khí tối mênh mông, bộ ngực sữa của cô phập phồng kịch liệt, Trương Dương có thể nghe thấy được tiếng tim đập có chút gấp gáp của cô ấy, một loại ôn nhu tự nhiên sinh ra. Không biết là tại sao, mà trong thời khắc ôn nhu kiều diễm này, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy mình có chút kích động, hình như phát hiện ra mình cũng có chút khẩn trương, có thể là đã lâu lắm rồi không trải qua tình cảm ôn nhu như vậy. Khi hắn vuốt ve thân thể mềm mại của thường hải tâm mà tay run nhẹ nhẹ, nhịp tim của bọn họ đã trở nên càng ngày càng gấp. Trương Dương ôm lấy thân thể trơn mềm của thường hải tâm, khiến cho thân thể là lướt của cô ấy toàn bộ đều kề sát vào mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng đẹp nhẫn nhụi của cô ấy. Thân thể mềm mại của thường hải tâm khẽ run lên trong lòng của hắn, hơi thở mê người từng chút từng chút một nhẹ nhàng phun ra trên mặt của Trương Dương. Trương Dương biết cô ấy đang chờ đợi nụ hôn của mình, trong lòng không khỏi nóng lên, cúi đầu tìm kiếm môi anh đào của cô, cái lưỡi mềm linh hoạt của Thường Hải Tâm lập tức bơi vào trong miệng của Trương Dương, linh xảo mà ôn nhu quấy lấy nhau, đầu lưỡi của hai người quấn quyết lấy nhau một chỗ. Dưới nụ hôn và sự vuốt ve của Trương Dương, nhiệt độ da thịt của Thường Hải Tâm cũng từ từ cao lên. Trương Dương bắt đầu từ mặt ngọc của cô, chậm rãi hôn xuống dưới, xuống cổ trắng tinh xảo, xuống đầu vai êm dịu, qua vành tai khéo léo. Dưới những nụ hôn của Trương Dương, Thường Hải Tâm rốt cục đã phát ra những tiếng rên rỉ không nhịn được, bắt đầu từ giờ phút này, thân thể mềm mại của cô ấy run rẩy không ngừng, giống như một cây đàn violon xinh đẹp dưới sự thao túng tài ba của nghệ sĩ chơi đàn Trương Dương mà diễn tấu lên khúc nhạc vui sướng của cơ thể. Dần dần, thân thể mềm mại của Thường Hải Tâm hoàn toàn mở ra với Trương Dương, để cho hắn xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của cô, cô thở dốc khiến cho Trương Dương càng thêm hưng phấn da thịt của cô mát lạnh như nước, mà bên trong của cô lại nóng rực như lửa cháy. Cô nằm dưới thân của Trương Dương, thân thể mềm mại dẫy ruộng, một lần rồi lại một lần được Trương Dương đưa lên đỉnh của dục vọng. May quá! Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người ôm lấy nhau nằm trên giường, thân thể mềm nhũn của Thường Hải tâm ôn nhu dựa sát vào Trương Dương, tay nhỏ nhu tình ngàn vạn xoa vốt thân thể to lớn của hắn. Cô bỗng nhiên nhớ ra một việc, hoang mang ngồi bật thân thể dậy, quấn lấy khăn tắm chạy vào trong phòng vệ sinh. Trương Dương đã đoán được cái gì đó, không khỏi nở nụ cười. Qua một hồi lâu, mới nhìn thấy Thường Hải Tâm có chút huệ hoài đi trở ra, Trương Dương sốc chăn lên, kéo cô ôm vào trong lòng, dùng thân thể để sưởi ấm cho cô, làm gì vậy? Mặt ngọc của Thường Hải Tâm hơi hồng lên, nhỏ giọng nói, em không ở kỳ an toàn. Anh lại, nói đến đây, cô không nói được nữa, mắc cờ chui vào trong cái ôm của Trương Dương, giơ tay phấn đánh lên ngực hắn anh xấu lắm trương dương nói yên tâm đi không sao đâu thường hải tâm nói sẽ không sao chứ trương dương cũng không đem chuyện mình dùng nội lực sát tinh nói cho cô ấy biết mà chỉ cười cười nói anh nói không sao em sẽ không sao thường hải tâm nói chẳng lẽ anh trương đại quan nhân thấy ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của thường hải tâm không khỏi nở nụ cười em hoài nghi anh có phải là bị vô sinh không Thường Hải Tâm đỏ mặt nói, đáng ghét muốn chết, anh có thể nói chuyện nghiêm chỉnh hay không? Trương Dương Mê đắm nói, hai ta nằm như vậy, em kêu anh nói chuyện nghiêm chỉnh với em sao? Anh không có ý chí như vậy, Hải Tâm, có tiến bộ, sau này anh sẽ từ từ bồi dưỡng em. Thường Hải Tâm xấu hổ không chịu nổi, thẹn thùng nhéo cái lỗ tai của hắn, con gái khi đã trải qua mê mang của lần đầu tiên, sau này khẳng định sẽ có biểu hiện càng ngày càng tốt, càng ngày càng biết phối hợp với người yêu của mình bởi vì cô ấy mong muốn mình có thể làm cho người yêu của mình được vui sướng trong lúc hai người đang vui đùa ầm ĩ thì điện thoại của thường hải tâm vang lên thường hải tâm lập tức đưa tay làm thế đừng lên tiếng vì người biết số điện thoại của cô không nhiều ngoại trừ người nhà và mấy người bạn thân thì cô ấy cũng không muốn cho người khác biết mình và trương dương hiện tại đang làm cái gì thường hải tâm cầm lấy điện thoại nói alo bàn tay to của trương dương đột nhiên nhéo lên trước ngực của thường hải tâm một cái làm cho giọng nói của Thường Hải Tâm trở nên biến dạng. Người gọi điện thoại tới chính là Tần Thanh. Tần Thanh nói: Hải Tâm à, chị là Tần Thanh đây. Buổi trưa chị đến Nam Thích xử lý một chút chuyện, cùng nhau ăn cơm nha. A, à, Thường Hải Tâm kinh hãi. Cô ấy nhìn thoáng qua Trương Dương, trong lòng không khỏi hoảng loạn cả lên, giống như là ăn trộm bị bắt ngay tại trận vậy. Sinh ra loại tâm lý như vậy cũng không có gì kỳ quái cả, bởi vì Thường Hải Tâm vẫn đều biết quan hệ mở ám của Trương Dương và Tần Thanh mà hiện tại mình đang cùng nằm trên một cái giường với Trương Dương, đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Thanh, cô đương nhiên sinh ra loại cảm giác ấy nấy rồi. Thường Hải Tâm nói, thị trưởng Tần, buổi trưa, trong lúc nhất thời cô ấy không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về hướng của Trương Dương. chương 711, Lãng Đào Sa, 1. Tần Thanh nói, em có việc. Thường Hải Tâm nói, không có việc gì. Vậy chị hẹn một địa điểm đi, buổi trưa em đi đón chị. Tần Thanh cười nói, không cần, chị trực tiếp đi đến ủy ban thể dục gặp em là được, đúng rồi, Trương Dương có phải là trở về từ Kinh Thành hay không? Nếu như hắn về, buổi trưa cùng nhau ăn. Thường Hải Tâm lại nhìn về hướng Trương Dương, nếu như buổi trưa ba người cùng ăn với nhau, với trạng thái hiện tại, không chừng sẽ bị lộ, Trương Dương khoát tay với cô ấy. Thường Hải Tâm lập tức rõ ràng, thị trường Tần, chủ nhiệm Trương buổi sáng đã đến ủy ban thể dục một chuyến, hắn thức đêm đi xe trở về, nên về nhà nghỉ ngơi trước rồi. Thường Hải Tâm nói, vậy à, thế buổi trưa đừng quấy rầy hắn, lát nữa chị sẽ đi tìm em. Thường Hải Tâm buông điện thoại xuống, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, cô ấy có chút thẹn thùng nhíu mày nói, thị trường tần tới, nếu chị ấy hỏi anh, em nên nói thế này đây. Trương Dương cười nói, nên nói thế nào thì em cứ nói như thế ấy, ừm, um, buổi trưa anh còn có việc, không thể cùng ăn với hai người, buổi tối đi, buổi tối hôm nay anh kêu viên ba an bài tại hải thiên mở tiệc đón gió cho cô ấy thường hải tâm vội vã rời đi còn trương dương thì nằm lại một hồi tần thanh đại khái là lo lắng hắn mệt mỏi nên quả nhiên là không làm phiền hắn bất quá tin tức trương dương trở về nam tích được truyền ra rất nhanh thường vụ phó thị trưởng cung kỳ vĩ gọi điện thoại tới kêu trương dương đi qua gặp ông ta trương dương suy đoán cung kỳ vĩ nhất định có chuyện gấp cũng không dám dây dưa vội ra cửa đón xe đến tòa thị chính Cung Kỳ Vĩ tìm Trương Dương quả thật có việc, thấy Trương Dương vào cửa, Cung Kỳ Vĩ liền tươi cười đầy mặt nói: "Tiểu Trương đến rồi à, chúng ta ra ngoài một chút." Cái mông của Trương Dương còn chưa ngồi nóng ghế, vì vậy cùng ông ta đi ra khỏi phòng làm việc, hắn tràn ngập tò mò hỏi: "Chúng ta đi chỗ nào?" Cung Kỳ Vĩ nói: "Phòng chiêu thương." Trương Dương vừa nghe, đầu óc nhanh chóng hoạt động, trước đây thành phố cho hắn phụ trách chuyện kinh mậu, Cung Kỳ Vĩ khẳng định là vì chuyện này, Trương Dương nói: "Thị trưởng cung Tôi đến phòng chiêu thương làm gì? Tôi cũng không phải chủ nhiệm phòng chiêu thương." Cung Kỳ Vĩ nói, "Tôi đi đến phòng chiêu thương mở một hội nhỏ, vì chuyện lợi nhuận của kinh mậu, cậu là người tổng phụ trách, đi đến gặp Mặt Tông Trạch Thành, kinh mậu sau này tôi đã có thể buông tay để cho hai người làm." Trương Dương nói, "Tôi là ủy ban thể dục, chạy đến đất của người ta làm ăn thì không được tốt lắm." Cung Kỳ Vĩ nói, "Tông Trạch Thành không có năng lực, công tác chiêu thương của Nam Thích bị hắn làm cho chậm chạp." Tôi và bí thư Lý đều thương lượng xong rồi, chuẩn bị trong kỳ đại hội tỉnh này, cho cậu tiếp nhận vị trí của hắn Cung Kỳ Vĩ nói rất trực tiếp, cũng không đi lòng vòng làm gì cả, ngay cả thời gian dự định cho Trương Dương nhậm chức cũng trực tiếp nói với hắn. Trương Dương nói, tôi làm chủ nhiệm ủy ban thể dục rất tốt, bây giờ chuẩn bị đuổi tôi đi à? Cung Kỳ Vĩ cười nói, không phải đuổi cậu đi, là vì muốn cho cậu phát huy sở trường của mình. Trương Dương nói, sở trường của tôi là làm công tác tâm lý cho đồng chí nữ Ông cứ thẳng thắn cho tôi làm chủ tịch hội phụ nữ đi." Cung Kỳ Vĩ nghe hắn nói mà cười ha hả lên. Hai người đi đến phòng chiêu thương, một chủ nhiệm bốn phó chủ nhiệm của phòng chiêu thương đều đang ở trong phòng họp chờ. Thấy Cung Kỳ Vĩ đến, bọn họ đồng loạt đứng dậy, xin chào thị trưởng Cung. Cung Kỳ Vĩ cười nói, "Đừng làm long trọng như vậy, tôi chỉ tùy tiện nhìn một chút mà thôi." Ông chỉ chỉ vào Trương Dương nói, "Các người cứ làm quen với nhau đi." Tông Trạch Thành tươi cười nói, chủ nhiệm Trương thì chúng tôi đương nhiên là quen rồi. Trương Dương cười cười bắt tay với mấy lãnh đạo của phòng chiêu thương, mọi người sau khi ngồi xuống, trợ lý xinh đẹp của phòng chiêu thương Lâm Hồng Lăng đến rót trà cho bọn họ, đi tới bên cạnh Trương Dương, không khỏi nhìn vài lần đối với vị chủ nhiệm ủy ban thể dục tuổi trẻ đầy hứa hẹn này. Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm gật đầu với Lâm Hồng Lăng, mặt cười của Lâm Hồng Lăng nhất thời đỏ bừng lên. Cung kỳ vĩ uống một ngụm trà, nói, ngày hôm nay kêu Trương Dương đến đây là để cho mọi người làm quen với nhau, tăng tiến tình cảm của đôi bên, bây giờ xem ra, các người đã sớm làm quen với nhau rồi, như vậy rất tốt, tôi khỏi cần giới thiệu nữa. Tông Trạch Thành cười nói, không cần giới thiệu, chủ nhiệm Trương là danh nhân của Nam Tích chúng ta, trong thể chế không ai không nhận ra hắn. Trương Dương nói, là ác danh chứ chẳng phải hảo danh gì, người nói tốt cho tôi bên ngoài không có nhiều lắm một câu nói làm cho mọi người bật cười. Tông Trạch Thành nói thành tích xây dựng trung tâm thể dục mới được mọi người nhìn thấy khi chủ nhiệm trương đến công tác thể dục của Nam Tích chúng ta đã có khí thế hừng hực con người của Tông Trạch Thành rất biết nói chuyện, bất quá hắn ta lại là cái loại nói nhiều làm ít Cung Kỳ Vĩ cũng rất rõ ràng với Tông Trạch Thành biết thằng nhãi này chẳng có bản lĩnh gì ngoại trừ công phu vuốt mông ngựa và chém gió ra cho nên sau đại hội tỉnh sẽ đưa hắn xuống Trương Dương biết trong đại hội tỉnh mình sẽ gia nhập vào phòng chiêu thương trong lòng đương nhiên thản nhiên rất nhiều cũng bắt đầu chú ý đến vài cán bộ của phòng chiêu thương, hắn phát hiện ra ngoại trừ Mỹ nữ trợ lý Lâm Hồng Lăng ra, thì các cán bộ khác đều rất là béo, Tông Trạch Thành là người mập nhất, thằng nhãi này ít nhất cũng phải hơn trăm ký, xem ra phòng chiêu thương là một nơi đất mỡ phỉ nhiêu. Cung kỳ vĩ nói, từ hôm nay trở đi, các người phải cùng nhau làm việc, khẩn trương chuẩn bị cho kinh mậu lần này. Tông Thạch Thành cười rất khiêm tốn, nói cũng rất khách khí, chủ nhiệm trương làm việc lớn, mấy người chúng tôi phụ trách cổ vũ, trương dương cười nói kinh mậu hẳn là phải do các người làm mới đúng tôi phụ trách đại hội tỉnh rồi cung kỳ vĩ nói hai người đừng vội trốn tránh trách nhiệm nếu như trong công tác xuất hiện tình huống như vậy tôi nhất định sẽ nghiêm phạt thành phố đã sớm đưa ra quyết định đại hội tỉnh kinh mậu không thể có sai sót lần này chúng ta mượn gió đông của đại hội tỉnh làm cho kinh mậu của nam tích phát triển ủy ban thể dục và phòng chiêu thương thiếu một thứ cũng không được trương dương làm việc lớn sung phong phía trước Tông Trạch Thành cậu cũng không thể lui về phía sau, làm tốt kinh mậu, nhiệm vụ mà thành phố giao cho các người cũng hoàn thành, nếu như làm không xong, hắc hắc, mấy chủ nhiệm của phòng chiêu thương nên từ trước đi những lời này của cung kỳ vĩ có vẻ thiếu công bằng, nói đến nghiêm phạt, thì ông ta chỉ tập trung chủ yếu lên người của Tông Trạch Thành. chương 712, Lãng Đào xa 2. Trong lòng Tông Trạch Thành đương nhiên là có chút bất bình, không cần nghĩ cũng biết mình quả thật không thể so với Trương Dương rồi, người ta là hạc giữa bầy gà mà, có quan hệ rất thân thiết với bí thư thị ủy, thường vụ phó thị trường, có người nói vị chủ nhiệm trương này là do một tay bí thư thị ủy Lý Trường Vũ dắt vào quan trường, Lý Trường Vũ là ân sư của hắn, về phần thường vụ phó thị trường Cung Kỳ Vĩ, con gái của Cung Kỳ Vĩ, Cung Nhã Hinh, bị người ta bắt cóc, tính mạng của cô ta cũng là do Trương Dương cứu về. Ông ta đã xem Trương Dương là ân nhân cứu mạng, ừ, là nhờ những quan hệ này thôi. Trong lòng Tông Trạch Thành dần dần ổn định lại. Lần kinh mậu này thành phố cho Trương Dương nắm cờ đầu, rõ ràng là không tin tưởng vào năng lực của gã rồi, Tông Trạch Thành cũng rất rõ ràng cân lượng của mình rồi. Phỏng trừng rằng nếu lần kinh mậu này làm tốt, thành tích là của Trương Dương, nếu như làm không tốt, thì trách nhiệm khẳng định là không thiếu phần mình rồi, gã có chút đau đầu, vốn tưởng rằng có thể lừa dối qua cửa, nhưng xem ra không thể thực hiện được rồi. Tông Trạch Thành cười nói, thị trường cung, ngài yên tâm, tôi và chủ nhiệm Trương hợp tác tuyệt đối không có vấn đề để cho chủ nhiệm trương làm việc lớn, tôi cũng không phải là không ra sức, phòng chiêu thương chúng tôi từ trên xuống dưới tất cả đều sẽ cố gắng lớn nhất, làm cho lần kinh mậu lần này trở nên long trọng nhất trong lịch sử Nam Thích, thành thích chiêu thương một lần nữa đứng đầu. Cung kỳ vĩ tỏ vẻ tương đối thỏa mãn đối với những lời này của gã, gật đầu nói, lão Tông, nói một chút, cậu có suy nghĩ như thế nào về lần kinh mậu lần này? Tông Trạch Thành cười nói, cũng là câu nói kia của lãnh đạo, thể dục dựng đài kinh tế HK, chủ nhiệm trương đã dựng xong sân khấu rồi, chúng tôi sẽ tận lực hát thật hay. Phòng chiêu thương chúng tôi đã bắt đầu chỉnh lý một ít tư liệu của kỳ kinh mậu trước, tranh thủ 6 tháng cuối năm mời những thương gia nổi danh trong ngoài nước tới. Cung kỳ vĩ nói, suy nghĩ của cậu cũng là những cái này. Tông Trạch Thành gật đầu nói, hiện tại là những cái này, chủ yếu là chủ tôi còn chưa biết được hướng đi của đại hội tỉnh, dù sao lần kinh mậu này cũng thành lập dựa trên sân khấu của thể dục Tông Trạch Thành thật ra nói không được cái suy nghĩ của mình, gã đem trách nhiệm chủ yếu đổi lên đầu của Trương Dương, dù sao thì làm náo động cũng là Trương Dương cậu mà. Cung kỳ vĩ nói, các người phải phối hợp với nhau, cũng phải cạnh tranh với nhau, lần kinh mậu này, tôi sẽ làm công tác thống kê cụ thể, nhìn xem ủy ban thể dục và phòng chiêu thương ai kéo được đầu tư nhiều hơn. Nụ cười của Tông Trạch Thành liền có chút mất tự nhiên, thị trưởng cung làm vậy là có ý gì? Căn bản là muốn ép gã mà, nếu như mà kết quả thống kê của phòng chiêu thương thấp hơn so với ủy ban thể dục, thì chủ nhiệm phòng chiêu thương như gã sao còn có mặt mũi tiếp tục làm được, trong lòng Tông Trạch thành thầm kêu không ổn, cung kỳ vĩ đây là đang lập bẫy với gã, xem ra tương lai của mình không ổn rồi. Trương Dương nói, ý của thành phố là khi đại hội tỉnh gần kết thúc sẽ bắt đầu kinh mậu, như vậy có thể lợi dụng đại hội tỉnh mang đến người và cơ hội, thật ra loại chuyện chiêu thương này tất cả đều là hò hét, mà chúng tôi cũng không thể nào hét quá to được, dù sao thì đại hội tỉnh cũng được mọi người chú ý, là việc trọng đại nếu như chỉ lo hò hét cho kinh mậu, nói không cần sẽ có ảnh hưởng không tốt, trong tỉnh cũng chưa chắc đã vui vẻ nhìn chúng ta làm như thế. Cung kỳ vĩ nói, tôi đang muốn nhắc nhở các người chuyện này, kinh mậu cần phải làm tuyên truyền, nhưng mà nhất định phải chú ý đến thủ đoạn tuyên truyền, không thể lớn tiếng giành phần được, chỉ cần mời được thương gia nổi danh trong và ngoài nước đến Nam Thích, thì công tác tuyên truyền của các người đã thành công. Tông Trạch Thành nói, địa điểm có phải là trung tâm hội triển quốc tế? Cung kỳ vĩ nói, trung tâm hội triển quốc tế và trung tâm thể dục mới cách nhau quá xa, thời gian và địa điểm cụ thể thì thành phố còn đang thảo luận. Các người cứ việc suy nghĩ đi, nhìn xem có phương án hoàn mỹ nào không, để cho hai việc trọng đại cùng nhau khởi xướng, có tác dụng xúc tiến chứ không phải là quấy dày lẫn nhau. Trương Dương nói, cách nhau xa cũng tốt, những thương gia chân chính quan tâm đến thể dục cũng không có mấy người, đến xem đại hội tỉnh đều là dân chúng bình thường, bọn họ cũng không có hứng thú đối với loại chuyện lớn như kinh mậu, nếu như là cùng một chỗ, nhân khí sẽ nổi dậy, tạo áp lực cho nhau và duy trì trật tự cũng là một vấn đề lớn, tôi thấy không có tác dụng xúc tiến gì, mà chỉ có thể quấy rầy lẫn nhau mà thôi." Lời của Trương Dương chiếm được sự tán thành của mấy người trong phòng chiêu thương. Cung Kỳ Vĩ nói: "Được, chuyện này tôi sẽ thảo luận trong cuộc họp thường ủy một chút, tranh thủ định ra thời gian và địa điểm cho kinh mậu, các người cũng bắt đầu tốt công tác chuẩn bị đi ông ta một lần nữa nhấn mạnh, Trương Dương, đại hội tỉnh và kinh mậu thành phố đều giao cho cậu." nếu như cậu làm không tốt, tôi tuyệt đối không tha cho cậu trước mặt các quan viên trong phòng chiêu thương. Cung kỳ vĩ nói như vậy, mất mặt nhất chính là Tông Trạch Thành, cung kỳ vĩ căn bản là không lo lắng đến cảm thụ của gã. Căn bản không coi gã ra gì cả, Tông Trạch Thành cũng rõ ràng, cung kỳ vĩ gọi Trương Dương đến, là đặc biệt nhất mạnh địa vị lãnh đạo của mình, sau này phòng chiêu thương sẽ do ông ta quản. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng trước mặt lãnh đạo vẫn phải miến cưỡng vui cười, còn phải khúm núm nịnh bợ, ai kêu người ta làm quan lớn, Tông Trạch Thành nói, thị trưởng cung, ngài xem đã là buổi trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn một chút nha. Cung Kỳ Vĩ nói, không được, buổi trưa tôi hẹn với bí thư lý cùng nhau ăn rồi. Tông Trạch Thành và đám quan viên của phòng chiêu thương cung kính tiến Cung Kỳ Vĩ và Trương Dương ra đến bên ngoài, nhìn Cung Kỳ Vĩ leo lên xe, trên mặt Tông Trạch Thành hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, gã đã dự cảm thành thích của lần kinh mậu này sẽ không liên quan đến gã. Trương Dương nhìn ra cửa sổ xe một chút, ô tô đi rất xa rồi, đám người tông trạch thành vẫn đứng ở cửa lớn như cũ, Trương Dương nói: "Thị trưởng cung, hôm nay ông đem tôi đến đây, chính là vì gây xích mích quần chúng đấu quần chúng." Cung Kỳ Vĩ nở nụ cười, "Không phải cho các người đấu với nhau, là xác định ai sẽ là người định đoạt, cũng là vì cho các người mau chóng nhập vai." Trương Dương nói: "Chủ nhiệm Ủy ban thể dục quản lý phòng chiêu thương, ông khơi dòng lịch sử của Bình Hải rồi đấy." Cung Kỳ Vĩ cười nói, có thể người ta không biết đấy thôi, cậu đi xem thành tích của phòng chiêu thương vài năm trước sẽ biết, phòng chiêu thương của chúng ta là thùng rỗng kêu to, tại Bình Hải nhiều năm như vậy mà vẫn đứng ở cuối chót, thành phố muốn cho tôi quản lý kinh tế, muốn cho kinh tế phát triển, chỉ kiến thiết là không được của, chúng ta cần phải đi ra, mời đến. Ông nhìn Trương Dương nói, cậu ở Giang Thành, làm qua công tác chiêu thương, có kinh nghiệm, hơn nữa thành tích rất nổi bật, cho cậu đi làm chiêu thương không phải ý của cá nhân tôi là quyết định của thường ủy sau khi thảo luận. Trương Dương nói, các người coi tôi là cái đấu vạn kim à? Cung Kỳ Vĩ nói, người có tư cách làm đấu vạn kim dù sao cũng không nhiều, cậu phải quý trọng cơ hội lần này, đại hội tỉnh, kinh mậu, nếu như cậu có thể phóng một phát nổ hai lần pháo, sau đó tương lai tất nhiên là đầy ánh sáng. Trương Dương nói, ông không sợ tôi đem con bỏ chợ sao? Cung Kỳ Vĩ cười nói, không sợ, chỉ cần trong lòng nghĩ kiên định làm vài việc cho dân chúng cậu sẽ phát hiện chức quan không quan trọng. Trương Dương nói, tôi chỉ sợ không có được loại cảnh giới này như ông. chương 713, Lãng Đào Sa, 3. Buổi trưa Trương Dương đi xưởng sửa chữa của Triệu Thiên Tài, xưởng sửa chữa cách khách sạn Hải Thiên không xa, kỹ thuật sửa xe của Triệu Thiên Tài rất nhanh chiếm được tán thưởng của viên ba, viên ba đầu tư cái xưởng sửa xe này, Triệu Thiên Tài có kỹ thuật, hiệu quả và lợi ích hai người chia ba bảy. Lúc Trương Dương đi tới xưởng sửa chữa, Triệu Thiên Tài đang chỉ đạo công nhân trang hoàng chiếc Audi mà viên ba mới mua, thấy Trương Dương tới, Triệu Thiên Tài mừng rỡ đi tới vỗ vai của hắn nói, cậu trở về rồi. Trương Dương cười nói, tôi thật ra không muốn trở về, nhưng lãnh đạo Nam Tích Thị không thể thiếu tôi. Thối lắm, Triệu Thiên Tài đánh một cái lên đầu vai của hắn, mời hắn đi phòng làm việc của mình ngồi. Trương Dương lắc đầu nói, không đi, tôi ở bên ngoài nhìn. Trong xưởng sửa chữa có hơn 10 chiếc ô tô, hơn 10 công nhân đang bận việc, Trương Dương nói, thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm. Triệu Thiên Tài nói, cái gì cũng đều có sẵn, ông chủ viên bỏ vốn, tôi đến đây phụ trách kỹ thuật. Dùng kỹ thuật nhập vào, chiếm 3 phần cổ phần. Trương Dương cười nói, chúc mừng, làm ông chủ, thật sự là không tồi. Triệu Thiên Tài nói, ít nhiều cũng nhờ cậu, nếu không tôi bây giờ còn chưa có hộ khẩu ở Mỹ. Hắn nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, nghe nói xe tải của cậu đã mất Trương Dương nói: "Đừng nói nữa, nhớ tới lại không vui." Triệu Thiên Tài nói: "Tôi vừa chuẩn bị tốt một chiếc xe Jeep, nếu như cậu không chê, lái trước đi." Hắn chỉ chỉ chiếc xe Jeep màu xanh lá đậu ở phía tây. Trương Dương đi qua phát hiện bên trong xe Jeep tất cả đều thay đổi qua, nếu không xe quả thật có chút không tiện, Trương Dương gật đầu, lấy chìa khóa từ tay Triệu Thiên Tài, khởi động xe, chạy một vòng trong sân cảm giác xe cũng không tệ lắm đương nhiên không có cách nào so với chiếc xe siêu cấp của hắn rồi đem xe đậu trở lại bên cạnh triệu thiên tài triệu thiên tài ghé vào cửa sổ xe nói thế nào trương dương nói chấp nhận dùng tạm trước triệu thiên tài cười nói làm lãnh đạo nên kín đáo một chút chiếc xe jeep này tuy rằng bên ngoài không được tốt lắm nhưng nội sức rất thoải mái âm hưởng cũng tốt động cơ tôi đã chỉnh sửa lại một lần điều hòa cũng là mới ghế ngồi trước sau tôi đều cải trang qua, có thể hoàn toàn kéo ra nằm. Triệu Thiên Tài mở cửa lên xe, biểu thị cho Trương Dương thấy, quả nhiên đem tất cả ghế ngồi kéo ra, hắn nhìn Trương Dương nói, làm giường nằm cũng rất tiện. Trương Dương nở nụ cười ha ha. Triệu Thiên Tài nói, dùng tạm trước đi, chờ sau này có cơ hội, tôi làm một chiếc xe cải trang khác tốt hơn cho cậu. Trương Dương nói cảm ơn. Lúc hai người trò chuyện, Lương Thành Long và Kiều Bằng cử tới Lương Thành Long tới để sửa chiếc BMW S của hắn, xe đậu ở ven đường chẳng biết ai đã quẹt vào thân xe một đường, trên thân xe còn ghi một dòng chữ, nơi đây cấm đậu xe. Lương Thành Long tức giận nói, nhân tâm xã hội càng ngày càng hiểm ác đáng sợ, tôi đậu xe ở ven đường trêu ai chọc ai chứ. Cảnh sát giao thông cũng không ghi hóa đơn phạt, hiện tại người mang tâm lý ghét dầu sao lại kinh khủng như vậy. Kiều Bằng cử thấy Trương Dương, cười đến đây bắt tay với hắn, kiều bằng cử cũng có nghe nói qua chuyện trương dương ở kinh thành thấp giọng nói nghe nói cậu ở kinh thành đã gặp trung tân dân trương dương nói tin đồn bên ngoài anh cũng tin tưởng tôi và trung tân dân quan hệ cũng không tệ lắm kiều bằng cử nói không đánh không quen phải không bên kinh thành tôi có bạn bè nhiều lắm xảy ra chuyện gì đều không thể gạt được cái lỗ tai của tôi lương thành long đem xe giao cho triệu thiên tài cũng đến đây chào hỏi tôi nói trương dương này chuyện cậu đánh Liêu Bác Sinh vậy là xong sao? Lương Thành Long còn có chút khó chịu đối với Trương Dương, bởi vì chuyện nước sông ô nhiễm Trương Dương đã làm cho chú của hắn Lương Thiên Chính mất mặt. Lương Thành Long về nhà không tránh khỏi bị vài câu oán giật. Hắn cảm thấy Trương Dương trong chuyện này làm việc không nể tình, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, nói thế nào cũng phải cho mình chút mặt mũi. Trương Dương chừng hắn nói, sao có thể nói như vậy được, nếu như tôi là người không may thì chắc hẳn trong lòng cậu vui vẻ lắm phải không? Lương Thành Long nói, cậu được ngôi sao may mắn chiếu, gặp giữ hóa lành, muốn không may cũng không phải cậu. Trước mặt Kiều Bằng Cử, hắn cũng không tiện nói chuyện. Kiều Bằng Cử đương nhiên biết lão gia tử nhà mình lợi dụng chuyện nước sông ô nhiễm trời thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính một trận. Kiều Bằng Cử là người sống cá nhân, trước mặt bạn bè hắn rất ít bàn chuyện chính trị, mỉm cười nói chúng ta đều là thương nhân, nói chuyện quốc sự, có ăn được không? Trương Dương nói, không. Triệu Thiên Tài nói, tôi có cơm hộp rồi, buổi trưa tôi thông qua nha. Trương Dương gật đầu nói, đúng vậy, thông qua được cứ thông qua, tôi kêu viên ba chuẩn bị một bàn cơm, buổi tối chúng ta mới chính thức uống. Kiều Bằng cử nói, tùy tiện một chút, ăn cơm xong tôi mời các người đi lãng đào xa. Ăn cơm xong Trương Dương và Kiều Bằng cử, Lương Thành Long đi lãng đào xa, cái trần nhà của lãng đào xa là khung trong suốt, ngẩng đầu có thể thấy trời xanh mây trắng, ba người trần chuồng nằm trong bồn tắm, kiều bằng cử thấy được vết thương trên đầu vai của trương dương mỉm cười nói nghe nói cậu bị bắn ở kinh thành trương dương nói tin tức của anh thật sự là linh thông lương thành long cũng nhìn một chút thở dài ai mà tài nhẫn như thế xuống một chút là cái mạng nhỏ của cậu cũng xong trương dương nói mạng tôi cứng lắm không dễ dàng chết như vậy đâu kiều bằng cử nói xem ra cậu là bị kẻ thù nhớ thương rồi sau đó cẩn thận chút quá phô trương cũng không tốt đâu hiện tại đang lưu hành kín đáo đó lương thành long nói với ý tứ sâu xa cậu nên có chút trí nhớ đắc tội với người oan gia nên giải không nên kết trong kinh doanh mà chơi như cậu thì có nước chết sớm thôi tôi tuy rằng không ở trong quan trường nhưng cũng biết chút môn đạo nếu cậu muốn đi xa đi lâu trong quan trường phải thu liễm một chút trương dương trừng mắt nhìn hắn nói vớ vẫn tôi lớn như vậy còn cần cậu dạy tôi làm việc lương thành long nói không phải thấy cậu là bạn thân của tôi Tôi cũng không cam tâm tình nguyện phản ứng cậu, cái loại hổ báo như cậu, luôn cho rằng trời đất bao la lão tử lớn nhất, thời đại hiện nay đã không còn là thời đại vũ lực giữa đường, mọi việc đều phải dựa vào đầu óc. Trương Dương nói, cậu cho rằng cậu rất có đầu óc. Được rồi, chuyện của cậu và Lâm Thanh Hồng giải quyết rõ ràng hay chưa? Hắn cũng muốn hỏi rõ cho biết. Lương Thành Long vẻ mặt đau khổ nói, còn con mẹ nó không biết xấu hổ nói ra à, cậu thiếu chút nữa đã giết chết tôi rồi. Chương 714, Lãng Đào Sa. 4. Kiều Bằng Cử không biết chuyện này, có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ. Trương Dương nhớ tới chuyện này thì bật cười, Lương Thành Long tức giận đến nổi hất nước lên mặt Trương Dương. Kiều Bằng Cử nói, Lâm Thanh Hồng không phải ở Nam Tích sao? Lương Thành Long gật đầu nói, hôm qua vừa đến, ở Hải Thiên, tôi đi tìm cô ấy ăn cơm. Trương Dương, trở về cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi, mời tới ăn trương dương nói theo mức độ hiện nay cô ấy chưa chắc cho tôi mặt mũi lương thành long nói cũng đúng nói không chừng cô ấy ngay cả cậu cũng hận luôn trương dương nói hay là như vậy đi tôi kêu tần thanh hẹn cô ấy kiều bằng cử nói tần thanh cũng tới trương dương nói tới có thể là để hợp tác chuyện của cảng nước sâu thường hải thiên buổi tối cũng có thể từ lam sơn chạy tới đã lâu không nhiều người như vậy Lương Thành Long cảm thán nói, đãi cắt tìm vàng vàng không thấy, có phát hiện bạn bè bên cạnh chúng ta càng ngày càng ít không, sau này, phải quý trọng tình bạn không đổi này đấy nhé. Trương Dương luôn cảm thấy Lương Thành Long ngày hôm nay nói chuyện có ám chỉ, hắn đoán được là vì chuyện của Lương Thiên Chính. Nếu thật sự nói đến tình bạn, Trương Dương và Lương Thành Long gần gũi hơn so với Kiều Bằng Cử, Kiều Bằng Cử có thái độ làm người xử thế từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách nhất định, hắn qua lại với ai cũng không gần, cái này có liên quan đến xuất thân của hắn, kiều bằng cử nhìn quan hệ giữa người với người rất hiện thực, cho rằng bất luận kẻ nào cũng là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, với hắn mà nói, người chung quanh đa số đều muốn lợi dụng hắn, cũng chỉ có cảm giác được đối phương có giá trị lợi dụng. Kiều bằng cử mới có thể ở chung với bọn họ. Kiều bằng cử nói, khối đất của sân thể dục cũ như thế nào? Trương Dương nói, vương quân giao đã xảy ra chuyện, cho nên khối đất trở nên có chút mẫn cảm. Kiều Bằng cử nói, không thể nói vậy, lão ra nhà tôi kêu tôi không nên có chủ ý với khối đất kia. Trương Dương có chút buồn bực nói, Kiều Bí Thư không phải rất ít quản chuyện sinh ý của anh sao? Kiều Bằng cử nói, có người ở trước mặt ông ta nói xấu tôi, nói tôi lợi dụng lực ảnh hưởng của lão gia tử để sáng tạo tiện lợi cho mình, hơn nữa tôi không nên kéo mộng viện vào. Trương Dương cười nói, thật sự dự định từ bỏ. Kiều Bằng cử nói, nhưng làm sinh ý, tôi không cần phải sợ lão gia tử mất hứng, chờ khoản công trình của các ngươi trả đúng chỗ, tôi chuẩn bị đi Hải Nam đầu tư. Trương Dương nghe ra, Kiều Bằng cử quanh co lòng vòng thúc giục ủy ban thể dục bọn họ tính tiền, Trương Dương nói, thành phố gần đây cho tôi chút tiền, chủ yếu là dùng vào đại hội tỉnh, sắp triển khai công tác chiêu thương rồi, các người yên tâm, khoản công trình tôi chắc chắn sẽ trả đúng theo hợp đồng, không khất nợ một đồng nào đâu. Kiều Bằng cử cười nói, nghe ra giống như tôi đang đòi nợ cậu vậy, nếu như tôi không tin cậu, lúc trước đã không cùng Thành Long tiếp nhận công trình trung tâm thể dục mới rồi. Lương Thành Long nói, lời tuy nói như vậy, nhưng hiện tại tài chính quả thật có chút chắc trở. Trương Dương, cậu phải hỗ trợ cho bản thân, số tài chính của thành phố xuống tới, cậu cho tôi một chút dùng trước nha. Trương Dương nói, tôi đã sớm nói cậu không nên tham như thế, công trình cảng nước sâu cậu cũng làm, công trình thể dục trung tâm cậu cũng làm, Đông Giang còn có công trường của cậu, tiền kiếm không được bao nhiêu, mà tham quá nhiều là không tốt. Lương Thành Long nói, tôi bị Thanh Hồng kích thích, tôi muốn chứng minh cho cô ấy thấy, chồng của cô ấy ưu tú cỡ nào, tôi muốn cho cô ấy cảm giác được rời khỏi tôi khẳng định sẽ hối hận. Trương Dương và Kiều Bằng Cử đều nở nụ cười, Kiều Bằng Cử nói, một người phụ nữ có thể khiến cho cậu thay đổi triệt để, thật đúng là nhìn không ra Lương Thành Long cậu rồi đấy. Trương Dương nói, cũng là chuyện tốt, cậu cuối cùng cũng biết tiến bộ. Lương Thành Long nói, tôi nói này sao các người không kết hôn? Kiều Bằng cử nói, kết hôn có cái gì được, hiện tại người quản tôi đã quá nhiều, tôi không muốn có thêm người nào quản tôi. Lương Thành Long thở dài nói, đều nói hôn nhân như tòa thành kín vậy, người trong thành muốn đi ra, người ngoài thành muốn tiến vào, chúng ta không biết nó có thích hợp hay không, hai người đều ở ngoài thành, tiêu sái khoái hoạt không muốn vào trong, tôi thì con mẹ nó ngồi trồm hồm ở trong thành, không muốn đi, Lâm Thanh Hồng cầm trổi đuổi tôi đi ra ngoài. Trương Dương nở nụ cười, lúc ba người đi ra, gặp một người quen, là ông tổng của tập đoàn Hoa Hoa Hương Chu Tông Vạn, hai người quen nhau ở Nam Võ, thông qua cha tấn bác giới thiệu mà nhận thức lẫn nhau, tuy rằng chỉ là vội vã gặp mặt, bất quá ấn tượng hai bên đều rất sâu. Trương Dương cười vươn tay ra, Chu Tổng, không ngờ chúng ta gặp mặt ngay Nam thích nhanh như vậy. Chu Tông Vạn cười nói, không chỉ gặp mặt, là thành khẩn gặp lại. Hai người đều nở nụ cười. Loại phương thức gặp mặt này cũng không nhiều thấy, Lương Thành Long lần trước đã gặp mặt Chu Tông Vạn, hắn rất chú trọng phát triển quan hệ của thương giới, nhanh chóng đi ra khỏi hồ tắm chào hỏi Chu Tông Vạn. Trương Dương giới thiệu Kiều Bằng Cử cho Chu Tông Vạn làm quen, Kiều Bằng Cử nghe nói đối phương là ông tổng của Hoa Hoa Hương, cũng bắt đầu coi trọng Chu Tông Vạn. Chu Tông Vạn cười nói, các người đi trước đi, đợi lát nữa ra phòng nghỉ trò chuyện. Sau khi tắm rửa, bọn họ đều đi phòng nghỉ quý khách, Chu Tông Vạn lần này đến Nam Tích là vì thị sát tình huống sản xuất của nhà máy đổ uống, bởi vì lần trước Nam Tích có sự kiện nước bị ô nhiễm, xí nghiệp sản xuất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, lượng sản xuất có thể mới có thể từng bước khôi phục. Nhắc tới sự kiện nước ô nhiễm lần trước, Chu Tông Vạn cũng rất oán giận, ông nói với Trương Dương, tôi đã liên hợp nhiều xí nghiệp Đông Giang, chuẩn bị bắt đền chính phủ Đông Giang. Lương Thành Long nghe là chuyện nước ô nhiễm lần trước, không khỏi thở dài nói, bên chính phủ Đông Giang đã hứa hẹn sẽ bồi thường. Chu Tông Vạn lúc này mới nhớ tới Lương Thành Long là cháu trai của thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, cười nói, không nói những chuyện không vui này nữa, chủ nhiệm Trương, lần trước tôi đã nói với cậu muốn tài trợ cho đại hội tỉnh của các người, thừa dịp lần này đến Nam Thích, đem chuyện này định sẵn luôn nha. Trương Dương tươi cười giảng rỡ nói, đa tạ Chu tổng nhiệt tình ủng hộ, nếu như ngài có thời gian, ngày mai đi ủy ban thể dục nói chuyện, thế nào? Chu Tông Vạn làm việc cũng vô cùng sảng khoái, gật đầu nói, được, ngày mai 9 giờ rưỡi tôi đến ủy ban thể dục. Trương Dương trong lòng thầm vui, Chu Tông Vạn nguyện ý tài trợ, phỏng trưng lần này đồ uống dùng thi đấu và vấn đề nước uống tất cả đều được giải quyết. Hắn bắt đầu dần dần tìm về cảm giác công tác, công tác chuẩn bị chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đã được triển khai toàn diện. chương 715, đừng đùa với bạo lực. 1. Trong lúc đám người Trương Dương đang nói chuyện vui vẻ với Chu Tông Vạn, thì Tần Thanh vừa mới đến Nam Tích đang ngồi uống nước với Thường Hải Tâm, gần đây khí trời thay đổi vô cùng phức tạp, vừa rời trời còn nắng tươi sáng, lúc này mây đen đã che khuất bầu trời, hai người ngồi ở ngoài góc quán cà phê, mỗi người kêu một ly cà phê kem. Tần Thanh nhấp một ngụm cà phê, mùi vị hỗn hợp của bánh kem và cà phê tan ra trong miệng, cô nhẹ giọng nói công việc có quen hay chưa. Thường Hải Tâm có chút đứng ngồi không yên, khi Tần Thanh hỏi cô những lời này thì cô bị sửng suốt một chút, sau một hồi mới có phản ứng gật đầu nói, ừm, cũng tốt. Tần Thanh nói, Trương Dương có ăn hiếp em không? Thường Hải tâm bởi vì câu hỏi này của Tần Thanh mà mặt cười đỏ lên, dùng sức lắc đầu nói, đâu có, em luôn ở Nam Tích, còn hắn trong khoảng thời gian này thì đều bận việc ở bên ngoài, em đã lâu rồi không gặp hắn lúc nói xong những lời này. Thường Hải Tâm lại có chút hối hận, mình nói cái gì vậy, càng gạt bỏ quan hệ với Trương Dương như vậy, thì càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi, phải biết rằng cô ấy đang đối mặt với Tần Thanh, với cơ trí của Tần Thanh, nói không chừng sẽ từ trăm ngàn chỗ sơ hở của mình mà ngộ ra được cái gì đó. Tần Thanh không nói gì cả, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, nụ cười vẫn giữ trên môi nhìn thường Hải Tâm, vốn với tính cẩn thận nên cô ấy đã lưu ý vết ửng hồng trên cổ của Thường Hải Tâm ngay từ đầu rồi. Tần Thanh là người từng trải, cô ấy lập tức liên tưởng được cái gì ngay, trong khoảng thời gian này Tần Thanh vẫn đều luyện công không ngừng, từ sau khi nếm thử xong tu với Trương Dương thì tu vi của Tần Thanh lại đề thăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới, cảm giác của cô ấy đối với ngoại vật quanh mình cũng càng trở nên nhạy cảm. Không chỉ là nhãn lực, thính lực, ngay cả khứu giác cũng đề thăng lên rất nhiều, và khi vừa gặp mặt thường hải tâm, cô ấy đã ngửi thấy được một cổ khí thức quen thuộc, nhưng mà cô ấy khẳng định sẽ không vạch trần, chỉ nhẹ giọng nói, vừa nãy mới đi qua trung tâm thể dục mới, thấy xây dựng cũng đã gần xong rồi. Thường Hải Tâm nói, địa điểm làm việc mới của Ủy ban thể dục hai ngày nữa sẽ chuẩn bị dọn qua rồi, công tác chuẩn bị của đại hội tỉnh cũng đã chính thức hoàn tất, thời gian đếm ngược của đại hội tỉnh cũng đã được bắt đầu rồi. Tần Thanh nói, không ngờ rằng Trương Dương lại có thể ngồi yên trên vị trí chủ nhiệm Ủy ban thể dục lâu như vậy. Thường Hải Tâm cười nói, thành phố rất coi trọng hắn, nghe nói lần kinh mậu này sẽ do hắn phụ trách. Tần Thanh mỉm cười nó, Lý bí thư là lãnh đạo cũ của hắn mà trương dương quả thật có năng lực kinh thương thân là một lãnh đạo thì phải nên đề cử người hiền chứ không phải tỵ hiềm lúc tần thanh nói vẫn luôn quan sát thường hải tâm thật ra ngay khi thường hải tâm quyết định đến nam thích làm việc thì cô ấy cũng đã đoán được thường hải tâm vì sao mà đến cái gì nên phát sinh thì đến cuối cùng cũng sẽ phát sinh thôi nếu như không phải vì trương dương thường hải tâm không có khả năng hồi phục lại dung mạo trong trận hỏa hoạn lớn như vậy ngay cả mình cũng không thể chống cự lại tình cảm của trương dương mà huống chi là một thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời như thường hải tâm tần thanh không khỏi lo lắng cho trương dương mình có thể vì hắn mà nguyện ý từ bỏ hôn nhân làm người phụ nữ sau lưng hắn nhưng mà những cô gái khác chưa chắc sẽ nghĩ như vậy thường hải tâm là một cô gái không màng danh lợi tính tình của cô ấy không thích hợp với quan trường cho nên cô ấy đã từng muốn đi vào đồ thư quán tần thanh nói hải tâm gần đây có tiếp tục viết không Thường Hải Tâm lắc đầu nói, bận xây dựng trung tâm tin tức cho Ủy ban Thể dục, không có nhiều thời gian, phỏng chừng là đến lúc đại hội tỉnh bắt đầu vẫn sẽ là tình trạng này. Tần Thanh nói, chữ của em đẹp như vậy, không thể từ bỏ dễ dàng được. Thường Hải Tâm nói, chờ sau khi làm xong đại hội tỉnh, em sẽ xin nghỉ phép thật lớn, chuẩn bị đi du ngoạn, nhìn xem có thể tìm được linh cảm hay không cô buông ly cà phê xuống, nói thị trường Tần, đừng nói chuyện của em nữa, chị lần này đến Nam Tích là vì chuyện gì. Tần Thanh có chút đoán trách nói, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không nên gọi là thị trưởng Tần, bây giờ chị quản không được em nữa rồi, gọi một tiếng chị Thanh như vậy mới có vẻ không phải như người ngoài. Thường Hải Tâm cười kêu một tiếng chị Thanh. Tần Thanh lúc này mới nói, chuyện càng nước sâu, Lam Sơn chị trải qua nhiều lần khảo chứng và thảo luận, rốt cục xuất ra một phương án hợp tác, ba em kêu chị đưa đến đây. Tôi và Lý Bí Thư hẹn buổi sáng ngày mai gặp mặt, cái phương án này suy nghĩ đến lợi ích hai bên, hẳn là không có vấn đề. Thường Hải Tâm nói, em nhớ công trình cảng nước sâu đều là thường lăng không phụ trách mà. Tần Thanh cười nói, cũng là vì vậy nguyên nhân, thị trường thường mới có thể tị hiềm. Chuyện mẫn cảm trên quan trường nhiều lắm, có đôi khi nghĩ tới là đau đầu. Thường Hải Tâm nói, đây là lý do em không muốn đi lại trên đường chính trị, nếu như khiến cho em mỗi ngày đối mặt với việc này em sẽ cảm thấy mệt chết đi được, không phải thể lực thì chính là tâm lý, sinh hoạt không có vui sướng. Tần Thanh nói, công việc của ủy ban thể dục cũng đơn giản chứ? Thường Hải Tâm cười nói, theo công tác hiện nay của em mà nói coi như lý tưởng, đa số thời gian đều là giao tiếp máy tính, giao lưu dễ hơn so với người. Tần Thanh cũng nở nụ cười, lúc này điện thoại của cô ấy đặt trên cà phê vang lên, Tần Thanh nhìn dãy số một chút, là điện thoại của Trương Dương, trong lòng ít nhiều cũng có chút oán trách, mình đi tới Nam Tích đã một đoạn thời gian, thằng nhãi này hiện tại mới gọi điện thoại đến, lẽ nào đã quên mình? Tần Thanh đương nhiên rõ ràng Trương Dương không có khả năng quên mình, nhưng cô ấy dù sao cũng là một phụ nữ, cho dù có rộng lược, ở chỗ sâu trong đáy lòng vẫn quan tâm đối với một số việc, Tần Thanh cầm lấy điện thoại nói, alo. chương 716, đừng đùa với bạo lực. 2. Chị Thanh, Trương Đại Quan Nhân kêu lên một tiếng đầy tình cảm. Tần Thanh cười cười nói với Thường Hải Tâm là Tiểu Trương. Cô tỏ vẻ là đang nói cho Thường Hải Tâm nghe, thật ra là nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương đoán được Tần Thanh Hiện đang nói chuyện không tiện, hắn cười nói, thị trường Tần, tôi vừa bị lãnh đạo bắt đi phát biểu, không thể đi tiếp ngài, thứ lỗi thứ lỗi. Tần Thanh nói, không có việc gì, vừa rồi mặt trời rất tốt, lúc này bỗng nhiên trời đầy mây, bên ngoài đã bắt đầu mưa. Trương Dương nói, hay là tôi đi đón ngài. Tần Thanh nói, không cần, tôi và Hải Tâm đang nói chuyện phiếm, đợi lát nữa chúng tôi trực tiếp đi Hải Thiên. Trương Dương nói, thị trường Tần, còn có một việc tôi muốn nhờ ngài. Hắn đem việc Lương Thành Long muốn mời Lâm Thanh Hồng đến nói ra, Tần Thanh nghe hắn nói xong, suy nghĩ một chút nói, "Được rồi, để tôi thử xem, bất quá tôi không bảo đảm là có thể mời Lâm Thanh Hồng ra được." Trương Dương nói, "Ngài cứ nói là bạn bè cũ gặp mặt, chuyện khác thì không cần nói, ủy ban thể dục chúng tôi còn có hợp tác với Lâm Thanh Hồng." Tần Thanh nói, "Có thể giúp đỡ bọn họ tác hợp cũng là chuyện tốt, cậu yên tâm đi, tôi lập tức liên hệ cô ấy." Tần Thanh buông điện thoại xuống, Thường Hải Tâm hiếu kỳ nhìn cô ấy, Tần Thanh mỉm cười nói Trương Dương nói muốn chị hỗ trợ hẹn Lâm Thanh Hồng ăn tối. Thường Hải Tâm nói em Phỏng Trừng khẳng định là chủ ý của Lương Thành Long. Tần Thanh nói không phải hắn thì còn ai. Thường Hải Tâm nhớ tới tình cảnh vượt rào của mình và Trương Dương cũng là bởi vì buổi tối ngày đó uống rượu với Lâm Thanh Hồng gặp chuyện không may, mặt cười mơ hồ lại có chút phát nhiệt. Đêm nay nếu như Lâm Thanh Hồng đi, hai bên gặp mặt có thể xấu hổ hay không? Tần Thanh thấy biểu tình của cô không bình thường, thật không ngờ còn phát sinh chuyện như vậy, nên nhẹ giọng nói, tính cách của Lâm Thanh Hồng rất mạnh hơn, chỉ sợ cô ấy chưa chắc cho chị mặt mũi. Chuyện tình thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của Tần Thanh nhiều, Tần Thanh gọi điện thoại, Lâm Thanh Hồng không hỏi một tiếng tối nay có những ai đến mà đã đáp ứng, điều này làm cho Tần Thanh ít nhiều cũng có chút bất ngờ ngược lại chỉ có thường hải tâm nghe Lâm Thanh Hồng muốn đi, biểu tình càng có vẻ mất tự nhiên, cô ấy bắt đầu nghĩ cách muốn rút lui, buổi tối ngày hôm nay cái bữa cơm này mình nên mượn cớ không đi, nếu như Lâm Thanh Hồng nhắc tới chuyện xấu hổ kia, mình sẽ xấu hổ chết mất, tuy rằng nói khả năng này ít tồn tại. Thế nhưng trong lòng thường hải tâm vẫn cảm thấy bất an, cô ấy cũng rõ ràng loại bất an này ở chỗ tần thanh. So sánh với vẻ bất an của thường hải tâm, Trương Đại Quan Nhân chấn định hơn nhiều, hắn và Chu Tông Vạn nói chuyện rất khoái trá, tại lãng đào xa cả một buổi chiều, hơn 5 giờ mới cùng Lương Thành Long rời đi, lúc Kiều Bằng cử ra cửa đột nhiên nhận được điện thoại của cha, kêu hắn đêm nay phản hồi Đông Giang, phụ mệnh không thể trái, Kiều Bằng cử chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với hai người anh em này. Viên ba chuẩn bị sẵn sàng tại Hải Thiên từ lâu, Triệu Thiên Tài cũng đến trước bọn người Trương Dương, thấy hình dạng của Triệu Thiên Tài cũng là vừa tắm qua, bất quá hắn tắm tại Hải Thiên, không long trọng như bọn người Trương Dương. Nghe nói Lâm Thanh Hồng muốn tới, phản ứng đầu tiên của Viên Ba là đêm nay chuẩn bị mũ giáp sắt cho Lương Thành Long, coi chừng Lâm Thanh Hồng chụp chai rượu đập đầu hắn thì khổ. Lương Thành Long cười nói, không nghiêm trọng như vậy, cô ấy nếu như thật muốn đánh tôi, đánh chết tôi tôi cũng chấp nhận. Hai anh em Thường Hải Thiên và Thường Hải Long cũng tới tương đối sớm, Thường Hải Thiên từ Lam Sơn chạy tới, Trương Dương thấy hai anh em bọn họ đến đây, hỏi, Hải Tâm không đi với các người đến đây. Thường Hải Long nói, Hải Tâm nói máy vi tính của trung tâm tin tức xảy ra vấn đề em nó phải trở lại sửa dữ liệu, kêu chúng ta ăn trước đừng chờ. Trương Dương nói, công tác dù bận cũng phải ăn đúng không? Trong lòng cũng đã đoán được, thường Hải Tâm là mượn cớ, cô ấy khẳng định là bởi vì Tần Thanh đến mà cảm thấy xấu hổ. Tần Thanh và Lâm Thanh Hồng đúng 6 giờ đồng hồ có mặt tại Hải Thiên, thấy Lâm Thanh Hồng thật sự tới, Lương Thành Long có vẻ kích động, lại có vẻ có chút bất an. Từ chuyện ở Nam Võ lần trước hắn và Lâm Thanh Hồng đến bây giờ chưa liên hệ với nhau, Lương Thành Long muốn biết Lâm Thanh Hồng rốt cuộc có cảm tưởng gì với hắn từ sau lần đó, lại nói tiếp chuyện này còn muốn trách Trương Dương, không phải hắn cho mình dược lực vô cùng mạnh, cũng không đến mức trở thành một đêm bảy lần, nếu như không phải hắn đúng lúc gọi điện thoại nhờ và Trương Dương đến đây cứu giá, chỉ sợ đêm đó đã cạn tinh mà chết rồi. Trương Dương cười kêu một tiếng lâm tổng. Lâm Thanh Hồng trừng mắt nhìn hắn, không phản ứng hắn. Lương Thành Long nhìn ra tình thế không ổn, cũng không dám chủ động đến gần. Viên Ba nói: "Lúc đầu chuẩn bị vị trí 10 người, hiện tại Kiều Bằng cử có việc đi Đông Giang, Hải Tâm trở về cứu dữ liệu, thật sự là làm đồ ăn dễ, mời khách khó." Tần Thanh vừa rồi cũng đã biết chuyện Thường Hải Tâm không tới được, cô ấy cười nói: "Hải Tâm từ trước đến nay luôn coi trọng công tác hơn." Cô ấy và Thường Hải Thiên chào hỏi một câu, tuy rằng cô ấy và Thường Hải Thiên đều là từ Lam Sơn tới, Bất quá hai người trước đó cũng không biết đối phương muốn tới. Viên ba mời mọi người ngồi xuống, Lương Thành Long vài lần đem ánh mắt thử thăm dò Lâm Thanh Hồng, nhưng Lâm Thanh Hồng chỉ coi hắn là không khí, một chút phản ứng cũng không có. Trương Dương biết rõ Lâm Thanh Hồng khó chịu với hắn, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Hồng, vui vẻ nói: "Lâm tổng, lần này tới Nam Tích, chúng ta có thể chứng thực chuyện tài trợ chứ?" Lâm Thanh Hồng nói: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói chuyện tài trợ với tôi sao?" Trương Dương cười nói, chúng ta không phải bạn bè sao? Có cơ hội tốt tôi đương nhiên muốn tiện nghi cho người nhà trước. Lâm Thanh Hồng nói, ai người nhà vời cậu, uổng công tôi coi cậu là bạn bè, lúc cần thiết lại đi giúp đỡ người khác để hãm hại tôi. Người khác trong miệng của cô ấy đương nhiên là chỉ Lương Thành Long rồi. Viên ba cười hòa giải, tôi nói này, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp mặt nhau, ngàn vạn lần đừng vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí chứ, Trương Dương, Tên nhóc cậu cả ngày đắc tội với người ta, còn không mau nói lời xin lỗi với chị Thanh Hồng đi. Trương đại quan nhân rất không nể mặt, hắn cười tủm tỉm nói, Lâm tổng, lúc trước chị là chị dâu của tôi, bây giờ sắp ly hôn với Lương Thành Long rồi, sau này tôi gọi chị là chị Thanh Hồng, như vậy cho thân thiết nhé. Lương Thành Long nghe được những lời này liền có chút nóng nảy, tôi nói Trương Dương này, cậu không phải đang làm chuyện xấu sao? Cậu không giúp tôi thì cũng đừng chia rẽ chúng tôi lâm thanh hồng nói hai người đã xa nhau còn cần người khác chia rẻ sao trương dương nếu cậu thật sự muốn bàn chuyện tài trợ thì đáp ứng tôi một việc trước trương dương mở mồm nói chị thanh hồng chị cứ phân phó chỉ cần tôi có thể làm được nhất định giúp chị lâm thanh hồng nhìn chằm chằm lương thành long nói ở đây có một con ruồi cậu ném hắn ra ngoài cho tôi tất cả mọi người đều rõ ràng lâm thanh hồng chính là muốn cho lương thành long quê mặt cũng muốn cho hắn xấu hổ chuyện này đúng là không thể khuyên được tần thanh lặng lẽ cho trương dương một ánh mắt nhắc nhở hắn nói ít thì tốt hơn trương dương vẫn vui vẻ như trước cái này không dễ dàng đâu chị thanh hồng chúng ta bắt tay đi lâm thanh hồng nói bắt tay để làm gì trương dương nói bắt tay giảng hòa chứng minh tình bạn của chúng ta không đổi tài trợ không đổi tôi sẽ giúp chị đá con ruồi này ra khỏi đây ngay lâm thanh hồng quả nhiên vươn tay ra bắt lấy tay hắn trương đại quan nhân lúc nắm tay ngón tay lại để trên mạch môn của Lâm Thanh Hồng, thằng nhãi này đã sớm nhìn ra có chút vấn đề, nên ngón tay mới để như thế. Lương Thành Long bên kia tức đến nổi đỏ cả mũi, thiếu chút nữa vỗ bàn mắng to Trương Dương thấy lợi quên nghĩa, chỉ vì chút tài trợ mà ném bạn thân ra ngoài, cái này đúng là bất nghĩa quá. Trương Dương buông tay của Lâm Thanh Hồng ra, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, cái này, chuyện này có chút phức tạp, chị Thanh Hồng, việc vui, ngày đại hỷ, chúng ta đừng đùa với bạo lực như vậy được không? chương 717, đừng đùa với bạo lực. 3. Mọi người kỳ quái nhìn Trương Dương, ai cũng không rõ cái gì cả, nhưng Lâm Thanh Hồng lại vì những lời này của Trương Dương mà có chút hoảng, cô ấy sẵn giọng cậu nói bậy bạ gì đó. Lúc nói mặt tự nhiên có chút đỏ. Trương Dương cười cười, nửa phần sau không nói ra, hắn thừa dịp nắm tay dò xét mạch môn của Lâm Thanh Hồng, phát hiện Lâm Thanh Hồng tự nhiên có thai. Trương Dương nói ra đến bên mép, nhưng lập tức lại nghĩ tới chuyện này không nên nói ra, quan hệ của Lâm Thanh Hồng và Lương Thành Long vẫn còn rất khó nói. Trương Dương không khỏi nhớ tới lần trước tại Nam Tích, Lương Thành Long sử dụng thôi tình dược mà mình cho hắn làm bậy với Lâm Thanh Hồng. Lẽ nào cũng là đêm đó, Lâm Thanh Hồng châu thai ám kết. Trương Dương cảm giác chuyện này càng ngày càng thú vị. Nếu như đứa nhỏ trong bụng Lâm Thanh Hồng là của Lương Thành Long, như vậy vụ ly hôn của hai người chín phần là không thành rồi. Tần Thanh cười nói, đúng vậy, chúng ta là bạn bè, lâu như vậy không gặp, ngày đại hỷ, không ai muốn đùa với bạo lực cả. Tần Thanh quan sát cẩn thận, động tác vừa rồi của Trương Dương cô ấy thấy rất rõ, cô ấy nói như vậy ý là giúp Trương Dương giải vây. Trương Dương vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy, bạn bè gặp mặt là đại hỷ sự, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, buôn bán phải được nhân nghĩa còn, mọi người nói đúng không? Tất cả mọi người đều gật đầu, cơn tức của Lâm Thanh Hồng rõ ràng không còn như vừa rồi. Lương Thành Long bị cô ấy của trách vài câu, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, rút ra một điếu thuốc muốn mỏi, nhưng phát hiện Lâm Thanh Hồng đang trừng mắt nhìn hắn, sợ đến nổi lương thành long ném điếu thuốc lên trên bàn. Trương Dương nói, tôi ghét nhất là người khác hút thuốc, làm vậy gì, đêm nay có phụ nữ ở đây, chúng ta chiếu cố chút đi. Lâm Thanh Hồng nói, có người cũng không biết chiếu cố cảm thụ của người khác. Tần Thanh cười nói, Lâm Tổng ngày hôm nay tâm tình không tốt, Trương Dương, cậu ở Nam Võ có phải đắc tội cô ấy không? Trương Dương cười nói, đúng vậy, tôi ở Nam Võ đã làm Lâm Tổng uống say, chị Thanh Hồng, chị Đại Nhân không chấp tiểu nhân, chị trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, không cần phải chấp nhất với một tôm tép nhỏ mới ra đời như tôi, như vậy. Tôi bồi tội với chị một ly. Lâm Thanh Hồng thở dài nói, không cần, những lời này của cậu tôi nghe rõ ràng, không cần quanh co lòng vòng nói tôi già. Trương Dương cười nói, không dám không dám, tôi cảm thấy chị còn hấp dẫn hơn lần trước tôi gặp chị, lúc trước chị lịch lãm, thế nhưng ít có mùi vị ôn nhu của phụ nữ, hiện tại không giống, cả người giống như thay ra đổi thịt, mùi vị phụ nữ càng ngày càng đủ, chi tính Mỹ, nữ tính Mỹ, mẫu tính Mỹ tất cả chị đều chiếm. Lâm Thanh Hồng trong lòng thầm mắng Trương Dương nói bậy. Trương Dương quay sang cười tùm tìm hỏi những người khác, các người cảm thấy Lâm Tổng đẹp không? Mọi người gật gật đầu. Lương Thành Long cũng gật đầu, hắn càng ngày càng phát hiện mình không thể rời khỏi Lâm Thanh Hồng, quả thật như lời Trương Dương nói, lâm thanh hồng càng ngày càng có mùi vị phụ nữ hắn thầm mắng mình sao lúc trước không phát hiện ra lâm thanh hồng dù sao nhìn quen sóng gió lúc này đã chấn định xuống cô ấy cười nói trương dương cậu đừng ở chỗ này đem tôi làm trò cười lương thành long bạo gan nói một câu trương dương cậu đừng khi dễ thanh hồng nhà tôi chọc giận tôi tôi trở mặt với cậu đấy lâm thanh hồng nói anh là anh tôi là tôi tuy rằng vẫn nhấn mạnh phân chia giới hạn bất quá thái độ đã không còn kiên quyết giống như lúc đầu. Viên ba giờ ly rượu lên nói, nào, các vị bằng hiếu, vì chúng ta tương phùng tại Nam Tích, vì chúng ta lại một lần nữa ngồi cùng nhau, vì nghênh tiếp khiêu chiến mới, chúng ta làm một ly. Ngoại trừ Lâm Thanh Hồng tất cả mọi người đều nâng ly rượu, Lâm Thanh Hồng chỉ uống nước, cô ấy giải thích nói, hai ngày nay dạ dày khó chịu. Nói còn chưa xong, đã xoay người chạy đi ra ngoài. Mọi người sửng sốt, Cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía Trương Dương, Lương Thành Long vô cùng kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Dương vẻ mặt vô tội nói, tôi cũng không biết, cô ấy là vợ của cậu, cậu đừng hỏi tôi. Tần Thanh nói, Lương Thành Long, anh còn không nhanh chóng đuổi theo xem. Lương Thành Long có chút do dự, ta sợ cô ấy mất hứng. Trương Dương mắng, hèn nhát, đến lúc cậu biểu hiện rồi. Viên Ba đẩy hắn một cái, Lương Thành Long lúc này mới lấy dũng khí đứng lên đi theo ra ngoài hắn vừa ra khỏi cửa mọi người đem ánh mắt hướng về trương dương triệu thiên tài hiếu kỳ nói chuyện gì xảy ra vậy tôi thấy bọn họ hình như có vẻ không đúng trương dương nói đừng hỏi tôi chuyện của người ta chúng ta đừng xen vào viên ba nói với thường hải thiên hải thiên nghe nói cậu rút lui khỏi nhà máy chế thuốc giang thành thường hải thiên cười nói đúng nhưng mà hiện tại đã thành thất nghiệp rồi đang chuẩn bị đến đây đi theo ông chủ viên đây viên ba sảng khoái gật đầu nói nếu như cậu nguyện ý đến đây tôi cầu còn không được tổng giám đốc của hải thiên thế nào tôi đem quyền quản lý ở đây giao cho cậu như vậy tôi có thể đi chiếu cố bên đông giang viên ba nói rất chân thành thường hải thiên cười cười nói ông chủ viên tôi không có làm qua quản lý khách sạn viên ba nói quản lý đều là tương thông một xí nghiệp lớn như vậy mà cậu có thể quản lý được càng không cần phải nói cái khách sạn hải thiên này Trương Dương cười ha hả nói, viên ca, hải thiên rời khỏi giang thành cũng là dự định tự lập nghiệp. Viên ba lúc này mới hiểu được, gật đầu nói, mỗi người có chí riêng, cái khách sạn hải thiên của tôi cũng không dung nổi bồ tát lớn này. Thường hải thiên khiêm tốn nói, ông chủ viên khách khí, thấy sự nghiệp của cậu rất tốt, tôi cũng vô cùng hâm mộ. Trương Dương nói, cậu tên là Thường Hải Thiên, khách sạn này là Hải Thiên, hình như thật sự có chút duyên phận. Mọi người vừa nghe, không phải thế chứ, đích thật là chuyện như vậy. Thường Hải Thiên nói, tất cả mọi người đều là bạn bè, tôi cũng không cần phải giấu giếm, tôi chuẩn bị mở một nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe phẩm, đã làm gần xong hết rồi, lúc đầu tôi thật sự chuẩn bị dùng cái tên công ty bảo vệ sức khỏe Hải Thiên, nhưng ngày hôm nay đi tới Hải Thiên ăn, tôi phát hiện như vậy thì lại xâm quyền. Viên ba cười nói, cậu cứ dùng, tôi không kiện cậu xâm quyền đâu. Thường Hải Thiên cười nói, không phải sợ cậu kiện tôi, là sợ sau này sản phẩm của tôi đưa ra thị trường, người khác đầu tiên nghĩ đến cũng là khách sạn Hải Thiên." Viên Ba nói, "Có thể thành lập tập đoàn Hải Thiên, tôi cũng có hứng thú đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nếu như cậu nguyện ý, tôi cũng tham gia cổ phần." Thường Hải Thiên nói, "Đa tạ ông chủ viên, hiện nay vấn đề đầu tư đã hoàn toàn giải quyết, lúc đầu tôi cũng không dự định làm quy mô lớn, sản phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ là giai đoạn đầu, đầu tư càng lớn mạo hiểm càng lớn, tôi chuẩn bị làm cho vững chắc trước." Viên ba thấy thường hải thiên dùng lời nói dịu dàng xin miễn đề nghị của mình, đã rõ ràng người ta muốn làm một mình, bất quá ngẫm lại thường hải thiên là con trai của bí thư thị ủy Lam Sơn Thường Tục, em trai của hắn thường hải long trong ngành trang sức cũng rất có tiếng, phương diện tài chính hẳn là không tồn tại vấn đề, hạng mục mà người khác xem trọng, khẳng định sẽ không chia đơn giản cho mình một phần. Tần Thanh nói, Hải Thiên, cậu dự định quay về Lam Sơn gây dựng sự nghiệp sao? Thường Hải Thiên lắc đầu nói, thị trường Tần, tính tình của ba tôi chị hẳn là cũng biết, ông lo lắng nhất là người khác nói bậy bạ, sợ người khác nói ông lợi dụng chức quyền sáng tạo tiện lợi cho con cái, lần này tôi bởi vì gây dựng sự nghiệp độc lập mà đã bị ông mắng rất nhiều. Thường Hải Long cười nói anh, lúc trước em chẳng phải cũng vậy sao, tập làm quen là tốt, lão gia tử muốn mắng thì mắng, ai kêu ổng là ba của chúng ta. Người trên bàn lại nở nụ cười. Tần Thanh nói, vậy tính phát triển tại đâu ngoài Lam Sơn? Thường Hải Thiên nói, tôi khảo sát một nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe ở Tĩnh Hải, bởi vì kinh doanh không tốt, hiện nay đã sắp đóng cửa, tôi dự định đem cái nhà máy này thu mua lại. Phương diện giá cả cũng bàn gần xong rồi, thuận lợi mà nói, tháng này có thể ký hẹn. Thường Hải Long chưa từng nghe đại ca nói ra chuyện này, hắn vô cùng kinh ngạc nói anh, anh hành động rất nhanh. Thường Hải Thiên nói, thế em cứ đổi ô tô một chiếc rồi lại một chiếc, làm đại ca anh cũng nóng ruột, nếu không nỗ lực, tôi sẽ thành người không có tiền đồ nhất trong nhà. Sao có thể, ba coi trọng nhất vẫn đều là anh. Lương Thành Long đi tới ngoài toilet nữ, nghe được tiếng nôn ngửa của Lâm Thanh Hồng, hắn do dự một chút, lấy hết dũng khí đi vào. Lương Thành Long thân thiết nói, thân thể khó chịu. Lâm Thanh Hồng không nói chuyện. Lương Thành Long nói, cảm thấy, em có chút không đúng. Lâm Thanh Hồng mắt phượng trợn tròn, anh nói nhảm cái gì vậy? Nói xong lại cảm giác buồn nôn, ghé đầu xuống mà ôn, Lương Thành Long nhân cơ hội vỗ phía sau lưng của cô. Lúc này phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, một phụ nữ trung niên đi ra, thấy một người nam xuất hiện trong toilet nữ, thét chói tai cũng là phản ứng bình thường. Bà ấy chất vấn Lương Thành Long, cậu là một thằng đàn ông mà có xấu hổ hay không, sao chạy tới toilet nữ? Lương Thành Long không để ý tới bà ấy, nhưng không ngờ người phụ nữ trung niên không buông tha, xông lên đẩy đẩy hắn nói, nhanh chóng đi ra ngoài. Lương Thành Long quay người lại chừng mắt với bà ta, giận dữ hết, con mắt của bà nằm ở đâu thế, tôi đến chăm sóc cho vợ của tôi. Cậu, cậu cái gì mà cậu, còn lại nhảy nữa, tôi đập chết bà đấy. Người phụ nữ trung niên bị dọa, môi co quắp một chút, cuối cùng không dám nói nữa, cúi đầu xám xịt đi ra. Lâm Thanh Hồng nhìn bộ dạng Lương Thành Long đột nhiên nổi nóng, không biết vì sao bỗng nhiên nhịn không được lộ ra mỉm cười, cô ấy lập tức lại ý thức được mình không nên cười, nhanh chóng hồi phục vẻ lạnh lùng vừa rồi, nhưng này nụ cười lúm đồng tiền vẫn bị Lương Thành Long bắt được, Lương Thành Long muốn nói hai câu cho ấm lòng, nhưng Lâm Thanh Hồng vội vã đi. Lương Thành Long đuổi tới hành lang, thân thiết nói Thanh Hồng. Em, em không phải mang thai chứ. Lâm Thanh Hồng quay người lại, tâm tức nhìn Lương Thành Long nói có liên quan đến anh sao. chương 718, chuẩn bị đại nghiệp. 1. Lương Thành Long nói, chúng ta không phải hai vợ chồng sao? sao có thể nói không liên quan đến anh chứ? Từ các loại biểu hiện của Lâm Thanh Hồng, hắn đã đoán được một chút, nhưng hắn vẫn không dám kết luận, có chút thấp thỏm hỏi đứa nhỏ là của anh sao? Những lời này hoàn toàn chọc giận Lâm Thanh Hồng, cô ấy bỗng nhiên vung tay lên, dùng toàn lực tát cho Lương Thành Long một cái, đánh rất là kêu, ngay cả Lâm Thanh Hồng cũng không ngờ rằng mình lại ra tay tàn nhẫn như thế. Đánh xong cái cái tát này chính cô ta cũng sửng sốt, mắt nhìn nửa bên mặt hiện ra năm dấu tay đỏ hồng của Lương Thành Long, thằng nhãi này không tức giận, ngược lại còn cười, Lương Thành Long vui vẻ cái gì? Hắn vui vẻ chính là thông qua cái cái tát này chứng thực, đứa nhỏ trong bụng Lâm Thanh Hồng khẳng định là của mình, nếu như, Lâm Thanh Hồng khẳng định sẽ cảm thấy có lỗi với mình, cô ấy đuối lý, hiện tại cô ấy đánh mình một cái tát, chứng minh đứa nhỏ này trăm phần trăm là của mình, cho nên Lâm Thanh Hồng mới cảm thấy ủy khuất. Lâm Thanh Hồng nhìn nửa bên mặt sưng lên của Lương Thành Long, nhưng lại cười hài lòng như một đứa nhỏ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút thương tiếc cô ấy không biết vì sao lại mềm lòng tên khốn trước mắt này có lỗi với mình mình vì sao còn sinh ra lòng thương hại với hắn lâm thanh hồng gật đầu nói lương thành long không ly hôn với tôi anh là đồ nhát gan lương thành long bỗng nhiên vào tới ôm lấy cô ấy lâm thanh hồng kinh hô buông ra lương thành long nói không buông chết cũng không buông em không thể ly hôn với anh em không thể khiến cho con của chúng ta sinh ra đã không có ba lâm thanh hồng cả giận nói cút đi ai có đứa nhỏ với anh lương thành long nói buổi tối ngày đó tôi đã có loại dự cảm này thanh hồng ngàn sai vạn sai đều là anh sai em không nể mặt tăng cũng nể mặt phật vì kết tinh tình yêu của chúng ta em cho anh một cơ hội em cho anh một cơ hội đi lâm thanh hồng nói lương thành long tôi thật không ngờ anh vô lại như thế chúng ta hợp được tan được ít nhất trong lòng tôi còn có thể lưu lại hình tượng một người đàn ông có tự tôn lương thành long nói vì em và đứa nhỏ, cái gì anh cũng có thể hy sinh, tự tôn tính cái rắm, trước mặt vợ và con anh cần tự tôn cái gì? Trước toilet có không ít người, thấy hai vợ chồng ở chỗ này nói chuyện, cả đám đều đứng lại xem náo nhiệt, Lâm Thanh Hồng không nhịn được, cô ấy thấp giọng nói, anh buông tôi ra, quay về rồi nói. Lương Thành Long nghe ra ngữ khí của cô ấy hỏa hoãn rất nhiều, trước đó căn bản là chuyện không có khả năng, xem ra Lâm Thanh Hồng thật sự mang thai hơn nữa đứa nhỏ này là cơ hội để hai vợ chồng họ hàn gán lại với nhau. Lương Thành Long nói, không buông, trừ phi em đáp ứng cho anh một cơ hội. Lâm Thanh Hồng thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, nhíu nhíu mày nói, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lương Thành Long nghe thế, trong lòng vui mừng, những lời này giống như cho hắn một cơ hội quay về, lúc này Trương Dương cũng tìm đến đây, Trương Dương thấy tình trạng trước mắt này, không khỏi nhếch môi cười nói, tôi nói hai vợ chồng các người, không sợ người ta nói xấu sao? Lâm Thanh Hồng nhân cơ hội giấy khỏi cái ôm của Lương Thành Long, cúi đầu đi về phía trước, Lương Thành Long nói cẩn thận a. À. Cũng không chào hỏi cùng Trương Dương, cẩn thận theo sau. Trương Dương thấy tình cảnh hai người, biết quan hệ bọn họ khẳng định có hòa hoãn, Trương Dương cũng không nói thêm cái gì, loại thời điểm này, người ngoài nói vào càng nhiều ngược lại càng không tốt, chỉ cần Lâm Thanh Hồng nguyện ý cho Lương Thành Long cơ hội, tiếp theo chính là chuyện của hai vợ chồng bọn họ khuôn mặt của Lương Thành Long quả thật không tiện gặp người, Trương Dương theo sau nói, Thành Long, hay là cậu đưa chị Thanh Hồng trở về nghỉ ngơi đi. Một câu nói nhắc nhở Lương Thành Long, với dáng dấp hiện tại của hắn nếu như trở lại khẳng định sẽ làm trò cười cho người trong phòng, thừa cơ hội này nhanh chóng mang theo Lâm Thanh Hồng đi, tìm một chỗ nói chuyện với nhau, thuận tiện tu bổ tình cảm hai người, Lâm Thanh Hồng không phản đối, đi tới hướng thang máy, Lương Thành Long ôm quyền với Trương Dương, vẻ mặt cảm kích, nếu không có thuốc do Trương Dương cho hắn, hắn và Lâm Thanh Hồng có thể sẽ xong, một đêm bảy lần, nếu như không có uy mãnh đêm đó. Làm sao có kết tình tình yêu, nếu như không phải vì đứa nhỏ, Lâm Thanh Hồng sao có thể cho hắn cơ hội? Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được, việc cấp bách trước hết vẫn là lấy lòng Lâm Thanh Hồng. Trương Dương nhìn theo hai vợ chồng này rời đi, lúc này mới về phòng, Viên Ba thấy hắn trở về, nhịn không được nói, hai vợ chồng bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? đi lâu thế trương dương cười nói lâm thanh hồng khó chịu lương thành long đưa cô ấy đi về trước thường hải thiên nói hai vợ chồng bọn họ không phải thật sự muốn ly hôn chứ trương dương nói việc nhà người ta chúng ta đừng hỏi nhiều nào uống rượu tần thanh mỉm cười nhìn trương dương cô ấy đã đoán được chuyện gì xảy ra xem ra qua bữa cơm đêm nay thật sự tác hợp cho lương thành long và lâm thanh hồng gương vỡ lại lành thật ra là một chuyện tốt bữa tối nay người đến vốn không nhiều, hai vợ chồng Lương Thành Long vừa đi, chỉ còn lại có sáu người, Tần Thanh cũng hợp thời đứng dậy, cô ấy và Lâm Thanh Hồng cùng đi đến, hiện tại Lâm Thanh Hồng đi, Trương Dương đưa tiến cô ấy, Tần Thanh cười nói, không cần, các người tiếp tục uống rượu, tôi đóng gói vài món, đưa cho Hải Tâm. Viên ba đứng dậy đi an bài, thuận tiện an bài tài xế đưa Tần Thanh rời đi, Trương Dương tiến Tần Thanh đến bên ngoài, thấp giọng nói, buổi tối em điện thoại cho chị. Tần Thanh cười cười, đôi mắt đẹp nhìn hướng xung quanh không nói được cũng không nói không được trương dương nói như vậy là tối nay ghé nhé tần thanh nói không vội buổi tối chị đến chỗ của hải tâm trương đại quan nhân vừa nghe liền có chút trợn tròn mắt nếu như hai người ở cùng nhau mình sẽ không có cơ hội hắn đang muốn kháng nghị thấy viên ba chuẩn bị xong bữa ăn khuya đã đi tới cũng không nói nhiều thấp giọng nói trở về em gọi điện thoại cho chị tần thanh vừa đi cái bữa cơm này cũng chấm dứt, Trương Dương uống rượu nói, bên tĩnh hải khảo sát được rồi sao? Thường Hải Thiên nói, được rồi, phí chuyển nhượng 2 triệu, bất quá tôi phải tiếp thu 70 công nhân trong nhà máy, tính thêm thiết bị phải mua, phỏng trừng sơ bộ cũng trên 5 triệu. Thường Hải Long lập tức tỏ thái độ nói, anh, em có thể cho anh mượn trước 2 triệu. Thường Hải Thiên cười nói, không cần tiền của em, em hiện tại có nhiều công trường như vậy, tài chính quay vòng cũng không có dư, Tôi có chút quan hệ với ngân hàng, tài chính không vấn đề, đối với tôi mà nói phương diện thiết bị là một phiền phức, bọn họ sử dụng tuyến sinh sản cũ mà bởi vì thiếu bảo trì lâu dài nên trên cơ bản đã gần hỏng hết rồi, nếu như có thể sửa chữa thì tốt, có thể nhẹ vốn, nếu như không thể, anh phải mua chọn vẹn dây chuyền sản xuất, giá thành phẩm còn phải tăng." Triệu Thiên Tài nói, "Có thời gian tôi đi theo cậu nhìn, phương diện máy móc tôi có chút nghiên cứu." Thường Hải Thiên có chút kỳ quái nói, "Anh không phải sửa xe sao?" Triệu Thiên Tài mỉm cười nói, ô tô phức tạp như thế tôi có thể đối phó được, máy móc bình thường hẳn là không làm khó được tôi. Chương 719, chuẩn bị đại nghiệp 2. Thường Hải Thiên vui mừng nói tốt, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi khảo sát. Trương Dương nói, tôi cũng đi, đúng lúc ủy ban thể dục tỉnh muốn đi nghiệm thu hội trường ở đó, thuận tiện đi xem nhà xưởng của cậu. Mọi người cũng không uống lâu, đứng dậy rời đi, Thường Hải Thiên lái xe Santana. Hắn không ở lại tại Hải Thiên, nói là đi đến chỗ em trai ở, ra khỏi Hải Thiên, lại kêu em trai đi về trước, hắn tiến Trương Dương trở về. Trương Dương nhìn ra Thường Hải Thiên có chuyện muốn nói riêng với mình, đem cái chìa khóa xe Jeep ném cho Triệu Thiên Tài, lên xe của Thường Hải Thiên. Lên xe, Thường Hải Thiên nói, cậu đang ở nơi nào? Trương Dương cười nói, đi ủy ban thể dục đi, tôi an bài cho anh ở Nam Dương Quốc tế, thuận tiện thăm Hải Tâm. Thường Hải Thiên gật đầu. Ô tô chạy ra khỏi khách sạn Hải Thiên, hắn đem một tấm chi phiếu đưa cho Trương Dương, bên trong là 3 triệu. Trương Dương nói: "Làm gì vậy?" Thường Hải Thiên nói: "Cái cậu nên có, cố tổng lúc còn sống cũng đều làm như vậy, bên trong ngoại trừ một phần của Cố Minh Kiện nên có được khi vào nhà máy thuốc, tôi không muốn hắn biết chuyện này, cậu yên tâm, số tiền này rất sạch sẽ, ngoại trừ cố tổng và tôi ra thì không ai biết." Trương Dương vẫn không cầm lấy chi phiếu, thấp giọng nói: "Nhiều như vậy Thường Hải Thiên nói, nhà máy chế thuốc sở dĩ có thể có quy mô ngày hôm nay tất cả đều là bởi vì phương thuốc của cậu có tác dụng, bí mật này cũng chỉ có số ít người chúng ta biết, Trương Dương, tiền này là cậu nên có. Trương Dương lắc đầu nói, tiền này tôi không cần, là của Giai Đồng. Thường Hải Thiên nói, nhà máy thuốc vẫn là của cô ấy, bất quá hiện tại đã là của Cố Minh Kiệt, người này mắc bệnh đa nghi rất nặng, một ít thần tử của nhà máy thuốc bị hắn thanh lý không ít. Trương Dương thở dài, Chuyện của Cố Minh kiện hắn không tiện hỏi đến. Thường Hải Thiên nói, miệng hắn thì giữ lại tôi, thế nhưng tôi biết hắn muốn tôi đi. Trương Dương cười nói, hắn khẳng định sẽ hối hận. Thường Hải Thiên nói, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, nếu hắn hoài nghi tôi thì không dùng tôi, mọi người khách và chủ một hồi, hợp được tan được thôi. Trương Dương nói, anh hiện tại lại bắt đầu từ số 0, có phải là dự định đem tất cả thần tử của nhà máy mời đi theo? thường hải thiên lắc đầu nói trong thời gian ngắn tôi sẽ không làm như vậy tuy rằng tôi làm chính là sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thị trường y dược cho tới bây giờ vẫn phân không rõ ràng nhất là trong nước chúng ta hai bên có một khu riêng nhất định nếu như tôi đem nồng cốt mà hắn không cần đến đây đương nhiên sẽ có lợi đối với sự nghiệp của tôi thế nhưng người khác sẽ cho rằng tôi đá chén cơm của nhà máy thuốc tôi không muốn người khác hiểu lầm cũng không muốn để cho tôi và cố minh kiện cuối cùng ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể. Làm, thường Hải Thiên luôn luôn lo lắng rất chu đáo. Trương Dương nói, Hải Thiên, anh làm rất đúng, những người đó ai có thể thu, nhưng anh cũng không có thể thu. Dưới đáy lòng hắn vẫn bảo vệ cho cố minh kiện, bởi vì cố minh kiện dù sao cũng là cậu em vợ của hắn, nhà máy chế thuốc giang thành dù sao cũng là sự nghiệp do cố giai đồng sáng tạo nên, hắn đương nhiên không muốn nhà máy thuốc ngã trong tay cố minh kiện thường hải thiên nói tôi tốt xấu gì cũng lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy bên nặng bên nhẹ tôi phân biệt rất rõ số tiền này lúc đầu cũng là của cậu cố tổng cũng sẽ tán thành tôi làm như vậy trương dương nói tôi không cần anh hiện tại đang gây dựng sự nghiệp cần tiền số tiền này anh cầm dùng đi chờ sau này buôn bán có lời sẽ đem số tiền này cho dưỡng dưỡng thường hải thiên nói trương dương tôi vẫn muốn tìm một cơ hội nói chuyện riêng với cậu hắn dừng lại ở giữa đường ven đường có trồng cây dưới đường chia giao thông thành hai luồng cho ô tô dừng lại hạ cửa sổ xe xuống để cho gió đêm thổi vào bên trong xe trương dương nói chúng ta là bạn bè lâu năm đừng lòng vòng có cái gì anh cứ việc nói thẳng thường hải thiên nói tôi đã sớm có suy nghĩ muốn làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe lúc trước đi phong trạch thu mua nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng là muốn làm kiêu ngạo cái này trong lúc đã có thể tải toàn lực ứng phó chuẩn bị phát triển cố tổng xảy ra chuyện kế hoạch định trước mắc cạn, nhà máy ở Tĩnh Hải, điều kiện không bằng bên phong trạch, phương diện tài chính tôi có con đường riêng, phương diện thiết bị tôi có thể khắc phục, thế nhưng làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe then chốt nhất chính là hiệu quả. Có hiệu quả mới có thể có danh tiếng, Trương Dương, tôi muốn hợp tác với cậu. Thường Hải Thiên đối với năng lực của Trương Dương rất rõ ràng, chỉ có Trương Dương hỗ trợ, hắn mới có thể giải quyết nan đề về phương diện điều phối sản phẩm bảo vệ sức khỏe phẩm, chỉ cần có Trương Dương hỗ trợ, chuyện này có thể thành công hơn phân nửa. Trương Dương nói, "Trung y Đông y tôi hiểu, nhưng sản phẩm bảo vệ sức khỏe tôi không hiểu." Thường Hải Thiên nói, "Tôi dự định phương hướng kinh doanh chủ yếu là chế phẩm sinh vật biển." Trương Dương nói, "Đồ dùng bảo vệ sức khỏe tôi thật ra có biết, hay là tôi kê cho anh vài phương thuốc tráng âm bổ dương?" Thường Hải Thiên hưng phấn liên tục gật đầu nói, "Hiện tại cái đang nóng nhất cũng là cái này, chỉ cần sản phẩm bảo vệ sức khỏe hữu hiệu." khẳng định rất nhanh làm chủ thần châu không hẳn là là vươn ra nước ngoài trương dương nói được tôi giúp anh chiếm được đáp ứng của trương dương gánh nặng trong lòng thường hải thiên cũng biến mất vấn đề then chốt nhất đã giải quyết tiếp theo chỉ cần giải quyết sản xuất và doanh tiêu là được hắn thấp giọng nói cậu chỉ cần ra phương thuốc thôi tôi suy nghĩ rồi sau đó cái nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe này hai người chúng ta chiếm phân nửa cổ phần vô luận kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều có phân nửa của cậu về phần lỗ lá, không cần cậu gánh chịu. Thường Hải Thiên thông minh tuyệt đỉnh không thể nghi ngờ, hắn biết khoa học kỹ thuật là động lực chủ yếu thúc đẩy xí nghiệp phát triển, mà Trương Dương lại là người nắm giữ nắm giữ hạch tâm của khoa học kỹ thuật. Chỉ cần Trương Dương giúp hắn, hắn có nắm chắc tại trong khoảng thời gian ngắn đem sự nghiệp làm cho vẻ vang, phân nửa lợi nhuận cũng không nhiều. Trương Dương nói, Hải Thiên, tôi thật sự không cần tiền, nếu như tôi thích tiền, xem bệnh bán thuốc, có thể kiếm được rất nhiều. Tôi rõ ràng, thế nhưng tôi không thể bắt cậu ra sức không công. Là bạn bè tôi cũng không có thể chiếm tiện nghi của cậu được. Trương Đại Quan Nhân trong lòng nói, anh không chiếm tiện nghi của tôi, hiện tại anh đã là ông anh vợ tiện nghi của tôi rồi, em gái anh đều là của tôi, tôi ra chút lực tính cái gì, bất quá lời này chỉ có thể nghĩ, nói ra là trăm triệu lần không thể. Trương Dương nói, cứ như vậy đi, tôi có cơ hội tìm cố bí thư nói chuyện, số tiền này để cho ông ta xử lý, anh xem được không? Thường Hải Thiên nói: "Được, nhưng có một tiền đề, quản lý của nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe tuyệt đối không có thể cho Cố Minh kiện tham gia." Trương Dương nói: "Anh cứ yên tâm, như vậy đi, 50% cổ phần là của anh, 49% cổ phần là của Cố bí thư, tôi sẽ nhấn mạnh với ông ấy, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể cho Cố Minh kiện biết." Chương 720, bị đại nghiệp 3. Từ trong lời nói của Thường Hải Thiên Trương Dương có thể cảm giác được hắn có phê bình kín đáo đối với Cố Minh Kiệt, lấy bản thân Trương Dương mà nói, hắn cũng không muốn nhà máy chế thuốc Giang Thành mà cố dài đồng khổ cực kinh doanh ngã xuống, âm thầm dự định, qua hai ngày nữa tìm một cơ hội, tìm cô Doãn Chi nói chuyện. Thường Hải Tâm đêm đó không đi ăn, lo lắng xấu hổ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân quan trọng là máy tính gặp một ít vấn đề, máy tính không biết vì sao lại bị virus, số liệu vất vả thành lập bị phá hết, tốn hết cả một buổi tối cuối cùng mới làm tốt lại lúc trương dương và thường hải thiên cùng đi đến thường hải tâm vừa mới ăn xong tần thanh ngồi ở một bên nói chuyện với cô ấy thấy trương dương và thường hải thiên cùng nhau đến đây tần thanh không khỏi cười nói sao thế các người không tiếp tục uống rượu nam đồng chí gặp mặt không phải uống cho say không thấy đường về sao trương dương nói cả đám đàn ông uống rượu chẳng thú vị chút nào thường hải tâm cười nói thị trưởng tần mang đến cho em một ít đồ ăn ngon thường hải thiên có chút thương tiếc nhìn em gái nói không thể chỉ lo công tác mà quên thân thể biết rồi thường hải tâm nói xong lại nói với trương dương chủ nhiệm trương có thể liên hệ cao liêm minh không trương dương cười nói tìm hắn làm gì thường hải tâm nói không phải tìm hắn là muốn tìm bạn học đường đường của hắn chúng ta phải dọn đến ký túc xá mới còn muốn gia tăng rất nhiều thiết bị lúc trước hệ thống quản lý tin tức của chúng ta cũng là đường đường hỗ trợ thiết kế Tôi làm không được chuyện này, còn phải mời cô ấy đến đây một chuyến." Trương Dương nói, "Em không có số điện thoại của Đường Đường." Thường Hải Tâm nói, "Có lưu số điện thoại, nhưng mà không liên hệ được." Trương Dương nói, "Tên nhóc Cao Liêm Minh này không phải cố vấn pháp luật của ủy ban thể dục chúng ta sao? Tôi còn đặc biệt ký hợp đồng với hắn, mỗi tháng cho hắn một phần tiền công, em không nói tôi cũng quên mất, lần này trở về phải chỉ tội tên nhóc này mới được." Thường Hải Tâm cười nói, trước khi anh trở về một ngày thì hắn đã đi rồi, nói rằng mẹ của hắn bệnh nên trở về thăm. Trương Dương nói, xin nghỉ bệnh sao? Tên nhóc này hiện tại đã là người của ủy ban thể dục chúng ta, còn muốn làm du binh à? Người khác biết chuyện này sẽ nói như thế nào? Hắn vừa nói vừa móc điện thoại ra, tìm số điện thoại của Cao Liêm Minh. Thường Hải Tâm nói, tôi có gọi qua rồi, tắt điện thoại. Trương Dương cắn răng mắng một tiếng, tên khốn lần này tôi không xử phạt hắn là không thể. Tần Thanh nhìn Trương Dương một chút, trong lòng muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống. Trương Dương nhìn thời gian một chút, đã khuya rồi gọi điện thoại đến nhà Cao Liêm Minh, chỉ sợ là không lễ phép. Bây giờ cha của Cao Liêm Minh Cao Trọng Hòa đã thuận lợi thăng nhiệm thường ủy tỉnh Bình Hải, sở trường sở công an tỉnh Bình Hải, tử bằng phụ quý, tên nhóc kia không phải bởi vì ông già lên làm thường ủy, mà bắt đầu bành trướng đấy chứ. Thường Hải Tâm nói, ngày mai đi, dù sao nế như anh tìm được hắn thì nhanh chóng kêu hắn liên lạc với đường đường để thông báo về chuyện của trung tâm tin tức, cần phải giải quyết cái trình tự thiết kế này. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới Triệu Thiên Tài, Hải Tâm, Triệu Thiên Tài cũng là chuyên gia trong phương diện này, tìm không được đường đường thì em nhờ hắn đến đây hỗ trợ cũng được. Thường Hải Tâm ngạc nhiên nói, hắn cũng biết máy tính. Trương Dương nói, không chỉ biết, mà còn là chuyên gia. Tần Thanh có chút hứng thú nói, Trương Dương, tôi phát hiện người tài ba bên cạnh cậu càng ngày càng nhiều, luật sư, kỹ sư, chuyên gia máy tính, thương nhân, một cán bộ cấp xử mà có được đoàn cố vấn khổng lồ như thế, đúng rồi, sư gia của cậu đâu? Trương đại quan nhân sửng số một chút, nhanh chóng hiểu rõ sư gia trong lời nói của Tần Thanh Chính là ám chỉ thường lăng phong, hắn cười gãi gãi đầu nói, chị không nói, tôi cũng quên mất, thường lăng phong theo lý hẳn là đã tới rồi mới đúng. Thường Hải Thiên nghe nói Thường Lăng Phong sắp đến, không khỏi vui mừng nói, Thường Lăng Phong chính là một nhân tài chân chính, bên Giang Thành sao lại để cho hắn đi. Trương Dương nói, tình trạng của hắn cũng rất tương tự anh, đều không hợp với người đương quyền, bất quá con người của Lăng Phong không có dã tâm, tính tình của hắn từ trước đến giờ đều là không màng danh lợi, tuổi còn trẻ mà cả ngày cứ nghĩ muốn thoái ẩn, nếu như không phải tôi kiệt lực mời, thì hắn cũng sẽ không đáp ứng đến đây giúp tôi. Thường Hải Thiên vui vẻ nói tốt, tôi cũng đang có nhiều chuyện cần thỉnh giáo hắn. Sau này cũng tiện hơn. Trong lòng Tần Thanh cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Trương Dương, tính tình của Trương Dương từ trước đến nay đều rất là nóng nảy, bên cạnh hắn cần nhất là người như Thường Lăng Phong, chỉ có Thường Lăng Phong ở bên cạnh nhắc nhở hắn thì Trương Dương sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, về mặt công tác Thường Lăng Phong cũng có thể chia sẻ áp lực cho hắn rất nhiều. Trương Dương nhìn thời gian một chút nói, hơn 10 giờ rồi, Hải Thiên, tôi dẫn anh đi Nam Dương Quốc tế ở. Hắn nhìn thoáng qua Tần Thanh, thị trưởng Tần An bài ra sao? Tần Thanh cười nói, tôi và Hải Tâm sao cũng được, đêm nay chúng ta còn nhiều chuyện để nói, tôi đi đến chỗ cô ấy ở. Trương đại quan nhân trong lòng có chút mất mát, lúc nào mới có thể đem Thanh mỹ nhân và Hải Tâm lên một cái giường, hiện tại có tâm, đáng tiếc không có gan. Thường Hải Thiên nói, đã chế thế này rồi, thôi đưa các người trở về trước. Tần Thanh và Thường Hải Tâm gật đầu. Trương Dương đang suy nghĩ xem có nên cùng Thường Hải Thiên đưa hai người đi hay không, Thường Lăng Phong gọi điện thoại tới, chuyện trên đời thường thường đều là trùng hợp như vậy, bạn vừa nhắc tới ai thì ma xui quỷ khiến người đó xuất hiện ngay. Thường Lăng Phong vừa xuống xe lửa, âm thanh lộ ra vẻ uể oải, Trương Dương không đem chuyện hắn tới nói cho những người khác, kêu Thường Hải Thiên đưa Tần Thanh hai người trở lại, tiện đường đưa hắn đến trạm xe lửa. Thường Lăng Phong ngồi ở quán đậu nành đối diện trạm xe lửa chờ hắn, Bên cạnh có một túi da lớn, hắn mặc áo gió màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay bưng một ly sữa đậu nành nóng, ngồi trước cửa sổ chậm rãi thưởng thức. Ấn tượng đầu tiên của Trương Dương chính là trạng thái tinh thần của Thường Lăng Phong không tốt, thậm chí hắn đi tới đối diện Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong cũng không có cảm thấy được hắn đến. Trương Dương ho khan một tiếng, làm Thường Lăng Phong giật mình tỉnh giấc trong trầm tư. Thường Lăng Phong ngẩng đầu cười cười, thấp giọng nói, "Uống cái gì?" "Tôi mời." Trương Dương nói, tôi muốn uống rượu. Thường Lăng Phong cười nói, chỗ này là quán sữa đậu nành. Trương Dương kéo túi ra nói, đi thôi, tôi mang cậu đi đến Nam Dương quốc tế ở trước. Thường Lăng Phong đứng lên theo Trương Dương đi ra ngoài cửa, chỉ mới một lát, bên ngoài đã nổi mưa tích tí. Trương Dương đứng ở trước cửa phất phất tay, một chiếc xe taxi chạy đến đây, Trương Dương nói, Nam Dương quốc tế. Audio điện tử võ tấn bền